Hello, xin chào tất cả anh chị em nhé. Chào mừng các anh chị em quay trở lại chuỗi livestream 30 ngày vận mệnh của người thành công. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ khoảng một vài phút để cho là các anh chị em, các bậc thầy mình có thể là tham dự được livestream đúng giờ anh chị nhé. Ok, chúng ta sẽ đợi khoảng 2 phút ha. Chào tỷ phú La Trần Vy, chào tỷ phú La Phạm Thị Như Ý, chào tỷ phú La Lê Thu Hà, chào tỷ phú La Thủy Tiền Tỷ, chào tỷ phú La Lưu Hồng Quyên, chào tỷ phú La Đỗ Hồng, chào tỷ phú La Chị Nhi Bùi nhé, chào tỷ phú La Em Huỳnh Có Nhật. Ok, chào tỷ phú La Thủy Phạm, chào tỷ phú La Nguyễn Hiền, chào tỷ phú La Brittany Phan, chào tỷ phú La Nhung Lâm, chào tỷ phú La Bích Phạm, chào tỷ phú La Vũ Thị Thanh Thảo nhé. Ok rồi, chúng ta sẽ đợi một tí để cho các anh chị mình có thể show vào livestream được đúng giờ. Ngày hôm nay thì là một ngày rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai bậc thầy đã sử dụng sức mạnh thức, cũng là hai người đã tham dự vào câu lạc bộ và ứng dụng làm đúng theo cái bộ công thức Huy đã chia sẻ và những anh chị trong câu lạc bộ chia sẻ. Thì sao ạ? Rất là tuyệt vời luôn. Từ nếu mà nói về cái sự thay đổi thì là rất là tuyệt vời luôn anh chị. Bởi vì sao ạ? Nó có một cái gọi là biến hình, một cái gọi là sự thay đổi hoàn toàn. Bởi vì thời khắc bạn ra quyết định thì cuộc đời của bạn sẽ thay đổi theo một cái hướng khác hoàn toàn. Và đây là hai cái con người mà Huy phải nói rằng là Huy thật sự là rất là khâm phục luôn anh chị. Bởi vì sao ạ? Như rất là nhiều người khác, rất là nhiều những cái người khác thì họ khi mà họ biết được cái con đường thành công, họ biết được sức mạnh tiềm thức, họ biết được rằng là muốn thành công, muốn giàu có thì phải đọc sách, phải phát triển tư duy, đúng không ạ? Nhưng mà sao ạ? Họ thì đổ lỗi cho là do là bận, do là thế này thế kia, do là gặp chuyện này gặp chuyện kia vân vân. Nói chung là lúc nào cũng là tại cái lọ, tại cái chai, tại cái này, tại cái kia. Và họ vô tình thì một thời gian sau họ vẫn không có gì thay đổi hết. Nhưng mà hai cái con người mà Huy muốn chia sẻ đúng không ạ? Hai cái con người mà Huy mời hôm nay, ngày hôm nay anh chị, thì có những cái thành công phải nói là quá lớn. Thành công, gọi là cái sự thành công nó quá lớn luôn, cái sự biến hình, biến đổi nó quá vi diệu luôn. Nếu mà anh chị hình dung là gì? Từ những người mà phải nói rằng là không có cái tiềm năng gì hết để thành công hết. Từ cái ngành nghề, từ cái công việc hay mối quan hệ hay là thậm chí là cả môi trường nữa. Không có những cái điều kiện để thành công. Nhưng mà hai người khách mời ngày hôm nay thì là đã rất là kiên cường đúng không ạ? Và chịu trách nhiệm 100% cuộc đời của mình và đã ứng dụng một cách nghiêm túc, đặc biệt là ứng dụng một cách nghiêm túc. Bởi vì có rất là nhiều bạn anh chị, tại vì anh chị cũng phải biết rằng thì có nhiều người á thì họ nói rằng là tôi sẽ tham gia 100%, tôi học theo người thành công và thành công luôn. Nhưng mà đó là lời họ nói thôi, nhưng mà lúc họ hành động thì sao? Lúc họ hành động thì họ không làm như vậy. Lúc họ hành động á thì họ vẫn còn giữ lại cái tư duy cũ. Giống như là anh chị có hình dung là gì? Có một số người nhắn tin cho Huy, thật sự thì cách đây 5 năm, 5 năm cho tới giờ thì Huy đã có những cái thành công, đã có những cái thay đổi và thật sự là cuộc đời mình đã sang một cái trang mới hoàn toàn. Và có một số người bạn cũ, một số những người anh chị cũ, mối quan hệ cũ á, thì khi mà thấy Huy thành công thì sao ạ? Mới bắt đầu là nói là gì? Ôi Huy ơi, em tuyệt vời quá, Huy giỏi quá, Huy thành công quá, Huy giàu có quá, Huy tuyệt vời quá. Em có thể là chỉ em làm gì vậy, có thể cho anh tham gia với, có thể anh làm đối tác với em được không, có thể là cùng chúng ta cùng kinh doanh, cùng đầu tư được không, để em giúp, đúng không? Anh cũng muốn đi theo, anh chủ cũng muốn thành công giống như em đi đâu anh đi theo đó, đúng không? Thì cái đó là cái lời nói thì thể hiện sự khao khát. Nhưng mà sao ạ? Ok anh, đúng không? Huy cũng trả lời lại.
Ok anh, nhưng mà anh trước tiên ha, anh chưa biết em làm gì hết, anh cũng chưa biết là lĩnh vực em đang kinh doanh là cái gì, hay là em đầu tư cái gì, thì sao anh lại tham gia, đúng không? Nó cũng thì bây giờ em bây giờ trước khi mà, tại vì trong bất cứ lĩnh vực gì, trong bất kỳ cái ngành nghề gì, thì cũng giúp cho chúng ta giàu được hết. Nhưng quan trọng là bạn có tư duy tới đâu. Cái tư duy bạn cao tới đâu thì bạn thành công như thế đó. Nếu mà mình nói là gì, ồ sao vậy, có những cái nghề ví dụ như là nghề bán, đúng không, giống như mà mình nói về về ngành mà nhựa thì có Minh Nhựa cũng là thành công và giàu có. Nếu mà nói về xe ô tô thì có là bác Trần Bá Dương, cũng là một trong những tỷ phú đô la của Việt Nam. Nếu mà nói về nhà hàng khách sạn, đúng không, nhà hàng khách sạn thì cũng có rất là nhiều những cái chủ doanh nghiệp, chủ nhà hàng thành công ở Việt Nam, kinh doanh món ăn cũng có người thành công, đúng không? Hay là chủ quán cà phê thì chúng ta cũng có thể là biết tới là The Coffee House, đúng không? Trung Nguyên, Highland, vân vân, rất là nhiều những cái lĩnh vực. Vậy thì bạn tham gia lĩnh vực nào bạn cũng thành công được hết. Tuy nhiên là tư duy bạn đến đâu. Và khi mà Huy trả lời rất là nhiều người thì nói là gì? Em cứ chia sẻ cho anh đi. Em cứ chia sẻ cho chị đi. Rồi để chị để anh suy nghĩ. Để anh xem có được không, có phù hợp với anh không, có phù hợp với chị không. Thì thật ra là gì anh chị, nếu như mà những cái thứ mà Huy đầu tư, mình kinh doanh, hay là cũng có rất là nhiều anh chị mà đây đã thành công rồi, thì rất là nhiều anh chị mà đây là đang là kinh doanh, đang làm doanh nghiệp, hay là đầu tư, có những cái khoản đầu tư trong nước và ngoài nước, trong bất động sản, hay là trong doanh nghiệp, trong cổ phiếu, hay là thậm chí là các tài sản về công nghệ, thì sao ạ? Nó mỗi người sẽ phù hợp với các lĩnh vực khác nhau, mỗi người sẽ phù hợp với lại cái ngành nghề, cái khả năng của họ. Không thể nào bây giờ anh chị nói là gì? Anh chị muốn làm giàu nhưng mà anh chị không có cái, giống như là anh chị bây giờ hỏi anh chị là bây giờ anh chị làm giàu từ cái lĩnh vực là từ một cái lĩnh vực mà anh chị không biết gì hết. Anh chị không có kinh nghiệm, anh chị không có kiến thức, anh chị không có một cái kiến thức gì, không có một cái tư duy gì, không có một cái kinh nghiệm gì về trong lĩnh vực đó. Vậy thì Huy hỏi anh chị là anh chị ra ngoài kia anh chị làm được cái gì? Đúng không? Anh chị không thể thành công từ cái lĩnh vực đó được. Mà chúng ta sẽ có những cái nguồn lực bằng cách là chúng ta ra quyết định, bằng cách là chúng ta phát triển tư duy. Và khi tư duy chúng ta tăng lên thì cái công việc gì chúng ta làm cũng thành công hết. Cái sản phẩm gì anh chị kinh doanh cũng thành công hết. Anh chị có thể tham gia vào lĩnh vực tài chính, lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực công nghệ, hay thậm chí anh chị có thể tham gia vào những cái lĩnh vực như là kinh doanh về thực phẩm, kinh doanh về quần áo, kinh doanh về văn hóa phẩm, kinh doanh về những cái đồ điện tử, đúng không ạ? Hay là trang trí nội thất, vân vân. Vậy thì cái điều quan trọng ở đây là gì ạ? Bạn học tư duy. Chúng ta phát triển tư duy, học theo người thành công, ứng dụng và ứng dụng trong cái lĩnh vực mình đang làm, và ứng dụng trong cái cuộc sống của mình, ứng dụng trong công việc kinh doanh của mình, ứng dụng trong những cái khoản đầu tư của mình, và sao ạ? Và chúng ta sẽ có cái kết quả sự thành công anh chị nhé. Thì cho nên là Huy mới chia sẻ anh chị là gì ạ? Cái lĩnh vực mà có thể là như rất là nhiều anh chị em, những người thành công, họ đang kinh doanh, họ đang đầu tư vào một số những lĩnh vực, thì nó sẽ phù hợp với cái khả năng của họ. Tại vì có những cái lĩnh vực, có những cái cơ hội anh chị, không phải ai cũng có thể nắm bắt được. Tại vì ví dụ như nói về lĩnh vực bất động sản đi. Lĩnh vực bất động sản thì ở trên thế giới thì cứ 30 năm thì sẽ có một cái chu kỳ. Cái chu kỳ bất động sản trên thế giới thì cứ 30 năm. Có nghĩa là nếu như bạn nắm bắt được cái thời điểm mà bất động sản nó ở mức đáy, thì trong 30 năm sau thì nó sẽ quay trở lại cái thời kỳ đó. Nó khá là lâu đúng không ạ? Còn như cái lĩnh vực về, nhưng mà ở Việt Nam thì cái chu kỳ đó là khoảng 10 năm. Có nghĩa là nếu như anh chị nắm bắt được những cái thời điểm mà bất động sản nó tốt, nó tiềm năng, anh chị đầu tư thì rất là tuyệt vời rồi, rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà cùng là miếng đất đó, cùng là cái dự án đó, cùng là cái nơi đó, nhưng cái thời gian anh chị đầu tư thì nó sẽ có giá thành khác nhau, nó sẽ có cái giá trị khác nhau.
cái mật độ dân cư rồi những cái dòng tiền đổ vào đúng không, nó khác nhau. Chúng ta không thể nói rằng là Huy đầu tư đất ở đâu thì chỉ anh với, nhưng mà cái đó là mình đã đầu tư từ bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ anh chị mới nhảy vô, anh chị mới nhảy vô thì cái miếng đất nó đã tăng gấp 5, gấp 7, gấp 10 lần rồi. Nó không phải là bạn cứ thấy người khác đầu tư cái gì giúp họ giàu thì bạn nhảy vô bạn đầu tư, không phải bạn thấy người khác kinh doanh cái gì họ giàu thì bạn nhảy vô kinh doanh. Nó tốt nhưng bạn phải có đủ kiến thức. Bạn phải có đủ kiến thức, đủ tư duy, đủ tầm nhìn để biết được rằng là cái sản phẩm đó, cái dịch vụ đó, cái công việc đó, cái lĩnh vực đó nó có còn là xu thế không? Nó có còn là xu thế của thị trường không? Nó có thời điểm này mình tham gia vào thì mình liệu có thể gọi nằm trong top những người đi đầu không? Những người đi trước đón đầu không? Là thời điểm này mình tham gia vào mình có kiếm được nhiều tiền hay không? Hay là nó đã bão hòa rồi? Được không ạ? Ok. Những chị mình mới vào thì mình có thể là share stream và tag tên những người bạn của mình vào để chúng ta có thể là mọi người có thể tham dự được livestream đúng giờ ha. Thì có một điều rất là tuyệt vời. Thì việc của chúng ta là gì? Anh chị học hỏi cái tư duy. Chúng ta học từ ai ạ? Học từ những người thành công thật sự. Những người thành công thực sự, ví dụ như Donald Trump đúng không ạ? Chúng ta có thế mà chúng ta có thể đọc từ những cuốn sách, những cái bộ sách của Donald Trump đó, anh chị thấy không ạ? Rất là nhiều ha. Những cái lời khuyên đầu tư bất động sản, chiến lược đầu tư bất động sản đúng không ạ? Đầu tư bất động sản, Donald Trump đấy. Tại vì sao, nếu như mình nói Donald Trump đọc sách làm cái gì, phải thực tế đúng không ạ? Đúng không ạ? Tất cả đều đúng hết đúng không ạ? Bạn có kiến thức và bạn phải hành động nữa. Nhưng mà bây giờ bạn thực tế mà bạn không có tư duy gì hết, bạn cứ lao ra đúng không, bất chấp đó, không có tầm nhìn, không có tư duy, không có kiến thức gì hết, thì bạn vừa làm việc chăm chỉ vừa vất vả nhưng mà lại không có kết quả. Thay vào đó thì sao ạ? Chúng ta hãy chọn làm việc một cách thông minh, một cách khôn ngoan, một cách smart đúng không ạ? Work smart đi ạ. Work smart và chăm chỉ làm những cái việc smart đó, những cái việc thông minh đó, thì chúng ta sẽ có kiến thức, chúng ta sẽ có tư duy, chúng ta có tầm nhìn, chúng ta nắm bắt được thông tin và chúng ta có những hành động. Chúng ta có những hành động, chúng ta có những cái quyết định đúng đắn và chúng ta có cái kết quả thành công. Và rất là tuyệt vời ha, rất là tuyệt vời. Thật sự thì có một cái điều mà Huy thấy rằng là bất cứ anh chị nào, nếu như anh chị có được cái niềm tin, anh chị có được cái niềm tin mãnh liệt là cọ, dù là hiện tại mình chưa có cái gì hết, dù là hiện tại mình chưa có nhiều nguồn lực, mình cũng chưa có kiến thức, mình thậm chí là cũng chưa có mối quan hệ lẫn là chưa có tiền nữa, nhưng mà mình có cái niềm tin, mình có một cái niềm tin là mình phải thành công, mình phải giàu có, mình phải đạt được những cái điều mình mong muốn, mình phải làm được những cái điều, cái hoài bão của mình, biến hoài bão của mình, biến ước mơ của mình thành hiện thực, thì Huy đảm bảo luôn đúng không ạ? Anh chị sớm sớm thôi, sớm thôi thì vũ trụ này và tiềm thức của anh chị sẽ kết nối nguồn lực và giúp anh chị thành công. Và hãy nhớ một điều là gì? Cơ hội đến, nguồn lực đến, quý nhân phù trợ đến, nhưng mà nếu như chúng ta không chuẩn bị trước thì sao? Chúng ta không chuẩn bị trước để đón nhận thì nó sẽ đi mất đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta phải chuẩn bị trước tư duy đi, chúng ta phải chuẩn bị trước kiến thức đi, chúng ta chuẩn bị trước cái tầm nhìn, biết trước mọi thứ đi, để làm sao cơ hội đến một cái. Ví dụ như những anh chị nào xem livestream tới ngày hôm nay, có phải mình đã có tư duy đúng không? Chúng ta đều đã được Huy chia sẻ về tư duy của các triệu phú rồi đúng không? Thì vì mình đã có tư duy triệu phú rồi nên rằng là có phải là nếu như có một bằng một cách nào đó anh chị trong lúc mà anh chị kinh doanh, anh chị làm việc mà có một cái người nào đó, một quý nhân phù trợ, có thể là một người rất là giàu, rất là thành công luôn, và bằng một cách nào đó anh chị gặp được họ, lỡ đâu đúng không, lỡ đâu, và cơ hội đến để chúng ta gặp, tiềm thức mang cái người đó đến để giúp chúng ta thành công. Thì sao, chúng ta phải biết họ có thật sự là người thành công hay không đúng không? Mình nói chuyện với họ mình đã tự tin rồi. Anh giống như anh chị ngày nào cũng xem livestream, anh chị cũng giống như là chúng ta giao tiếp với Huy nè,
Đó, thì anh chị đã luyện cái thói quen giao tiếp với người thành công rồi. Anh chị luyện cái thói quen giao tiếp với người giàu rồi. Nên là các anh chị là gì? À, một số anh chị Huy nghĩ là ngại đúng không? Ngại. Ngại là như Huy thành công quá, hay là những anh chị em trên livestream Huy mời lên thì toàn là các triệu phú, những anh chị kinh doanh lớn vân vân, rất là thành công, rất là giàu có, thì mình ngại không? Mình không cần ngại hết đúng không? Không có gì phải ngại hết. Mình phải mở lên, tại vì sao ạ? Mình phải mở lên, mình đón nhận những cơ hội, đón nhận những cái người thành công giàu có đến với cuộc đời của mình, thì lúc đó chúng ta mới hút được nhiều người như vậy được anh chị nhé. Thì đúng không ạ, có cơ hội đến, có một cái người, một quý nhân phù trợ đến với cuộc đời chúng ta, thì chúng ta đã chuẩn bị tư duy sẵn rồi. Chúng ta biết nói chuyện với họ, chúng ta biết bàn về công chuyện với họ, và họ thấy được anh chị là những cái người ngôi sao sáng, anh chị là những người rất là giỏi, anh chị là những người có tư duy. Thì Huy khẳng định anh chị luôn, họ sẽ bằng một cái nào đó, họ cũng sẽ nói chung là người giàu á, họ thông minh lắm. Họ chỉ cần thấy một cái người nào mà cái tư duy nó khác lạ một tí là họ sẽ tìm mọi cách để có được mối quan hệ thân thiết với anh chị. Đó là chuyện hiển nhiên rồi. Như Huy cũng vậy thôi, như Huy mà Huy gặp một ai mà tư duy cao, đó, nói chuyện mà cùng cái hệ tư duy với mình, có cái tầm nhìn giống như mình đó, trời ơi, mình thích lắm. Mình thích lắm, tại vì sao? Mình gặp họ thì mình lại càng, mỗi lần mình gặp họ thì chúng ta lại càng trao đổi giá trị rất là nhiều. Anh chỉ hình dung là gì? Ví dụ như bạn có một trái táo, Huy có một trái táo đúng không ạ? Anh chị có một trái táo, Huy có một trái táo. Chúng ta đổi hai trái táo này cho nhau thì cuối cùng thì mỗi người vẫn chỉ có một trái táo thôi. Nhưng mà nếu như hai người chúng ta, mỗi người có một cái kiến thức, mỗi người có một cái thông tin, và chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta chia sẻ với nhau, thì cuối cùng cả hai người đều có cả hai thông tin và đều có lợi hết. Tuy nhiên là gì? Thông tin nó giá trị như nhau, tư duy cũng giá trị như nhau. Nếu như bạn có mối hệ với những người thành công giàu có thì bạn có những cái tư duy hay, bạn có những thông tin hay, bạn có những kiến thức hay, bạn chia sẻ cho họ, giúp cho họ phát triển hơn, và họ cũng sẽ giúp bạn như vậy. Win-win, cả hai cùng có lợi và chúng ta cùng thành công. Đó là cái đặc điểm khi mà chúng ta chuẩn bị trước để cho cơ hội đến thì chúng ta nắm bắt. Hoặc là có những cái cơ hội, những cái dự án để đầu tư, có những dự án mà Huy phải nói với anh chị là nó quá tuyệt vời luôn, nó gọi là tiềm năng, mà có những cái dự án nó phải 10 năm, 20 năm nó mới có một lần, và nó có những cái khả năng đúng không ạ, nó bùng nổ lúc nào thì chúng ta không biết, nhưng mà khi nó bùng nổ thì rất nhiều người đã thành công và giàu có nhờ nắm bắt những cái dự án, những cái cơ hội đầu tư thông minh. Tuy nhiên là sao ạ? Quan trọng là anh chị đã đủ tư duy. Khi cơ hội đó, những cái cơ hội tuyệt vời như vậy đến, anh chị đã đủ tư duy để nhìn ra đó là cơ hội chưa? Anh chị đã đủ cái tầm nhìn để biết được đó là xu thế, đó là những cái cơ hội giúp cho chúng ta trở nên vô cùng giàu có. Hay là anh chị không đủ tư duy, anh chị nhìn, anh chị nói cái này không tốt đâu, cái này ảo lắm, cái này lừa đảo vân vân, thì chúng ta đánh mất cơ hội đúng không? Tại vì có cơ hội thật và có những dự án là lừa đảo luôn luôn có anh chị. Và việc của chúng ta là gì? Rủi ro trong đầu tư chỉ có một rủi ro duy nhất thôi. Rất nhiều người đúng không, anh chị đọc sách hay anh chị thậm chí là anh chị nghe nghe ngóng bạn bè nói về đầu tư hả, phải biết quản trị rủi ro đúng không, phải biết quản trị rủi ro. Nhưng thật ra là gì? Nếu như một cái dự án nó thành công thì đầu tư đúng nó là thành công rồi, làm gì mà phải quản trị nó nữa anh chị. Một cái dự án mà nó thành công, nó tiềm năng nó thành công, anh chị đầu tư và 10 năm sau, 20 năm sau nó thành công thì nó cũng thành công rồi, anh chị đâu cần phải quản lý rủi ro. Còn một cái sân sày, một cái mà dự án ma, một cái dự án ảo, một cái bẫy nó tạo ra để nó lừa đảo, thì dù anh chị có quản trị rủi ro cỡ nào mà anh chị đầu tư vào nó rồi thì cỡ nào anh chị cũng mất tiền. Vậy thì cái này thì Huy sẽ nói kỹ hơn trong cái livestream tư duy trong đầu tư ha. Thì chúng ta phải cần phải biết là gì? Cái rủi ro duy nhất nó không phải đến từ những dự án chúng ta đầu tư, mà nó đến từ chúng ta, nó đến từ cái tư duy của mình, nó đến từ cái kiến thức của mình, nó đến từ cái tầm nhìn của mình, và nó đến từ những cái thông tin mà chúng ta nắm bắt. Bởi vì thông tin anh chị nhiều, anh chị có thể xem thông tin trên radio, có thể xem thông tin trên báo đài, có thể xem thông tin trên YouTube, trên Facebook, trên
Twitter vân vân. Trên báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, báo gì cũng có hết. Thậm chí lên kênh 14 cũng có luôn. Thì sao ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể nắm bắt được thông tin. Tuy nhiên, đâu mới là thông tin giúp cho chúng ta thành công? Đâu mới là thông tin của người giàu? Đâu ở đâu mới là thông tin giúp cho, đúng không, chúng ta giàu có và thành công? Bởi vì sao? Bởi vì theo anh chị, người giàu với người chưa giàu thì ai đông hơn? Chắc chắn là người chưa giàu rồi, đúng không? Vậy thì theo anh chị thì người giàu với người, đúng không, thì theo anh chị nếu mà người chưa giàu đông hơn á, vậy thì cái thông tin mà chúng ta tiếp nhận nè, bình thường là đa phần là đến từ người giàu hay người chưa giàu? Chính xác rồi đó anh chị. Anh chị đã có câu trả lời rồi đúng không ạ? Ok, cho nên là việc của chúng ta là liên tục ha, liên tục phát triển tư duy và học theo người thành công và thành công luôn đi. Học theo người thành công luôn đi. Và hôm nay thì Huy sẽ mời lên hai bậc thầy, hai nữ doanh nhân, hai nữ thương nhân đúng không ạ? Rất là thành đạt. Và thành đạt không phải đó, không phải là họ có cái nền tảng, hay là không phải là họ trong quá khứ gia đình họ giàu có gì hết, mà là do họ có học đúng công thức, do họ đi đúng con đường, do họ ứng dụng đúng cái công thức này và đã có cái kết quả như thế nào, thì chúng ta cũng sẽ chờ đúng không ạ, cùng chờ mọi người lên chia sẻ luôn đúng không ạ? Rồi, những chị em mình mới vào thì mình có thể share stream và tag tên những các bạn của mình vào để chúng ta gieo nhân tốt, có một bầu trời quả ngọt anh chị nhé. Bây giờ thì anh chị nào đã bỏ quỹ bên tài chính không? Mình comment số 1 nè. Rồi, anh chị em nào đã bỏ quỹ tư vấn tài chính thì mình comment số 1 nha. Đúng không ạ? Hôm nay thì nhớ là gì? Số tiền này chỉ dùng cho việc là trả cho mình trước, dùng để đầu tư kinh doanh, đúng không ạ? Bây giờ thì mình tài chính vào. Wow, chắc cũng được. Cũng nhiều rồi đấy. Tôi đang chút tiền, xin mời, xin mời, xin mời. Yes, đúng không ạ? Dùng số tiền này để đầu tư, gia tăng tài sản, để tiền để ra tiền anh chị nhé. Ok, tuyệt vời quá. Rồi, và tiếp theo là tới phần tuyên bố ha. Tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh nhận thức, ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất là một. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc, tôi luôn chi cho bản thân trước, tôi bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi là việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm dư thu nhập thụ động để chi trả cho sống mà tôi muốn. Tôi tự do về tài chính, tôi làm việc vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả những việc tôi làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi tạo ra các nguồn thu nhập ròng. Tôi là triệu phú đô la. Yes, yes, yes. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi thì bạn giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư dả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là tự do, tiền khiến cho cuộc sống tôi dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị cuộc sống người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cực khôi. Tôi thực sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các khoản phát tài đến với tôi, khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là tỷ phú đô la. Yes. Rồi. Ok. Rồi, trước khi mà bắt đầu ha. Trước khi Huy mời hai bậc thầy lên thì anh chị em mình đúng không ạ, chúng ta cùng chuẩn bị đúng không ạ, chuẩn bị nước chưa? Rồi, anh chị chuẩn bị nước rồi, bao nhiêu số anh chị là ở đây đã chuẩn bị nước đầy đủ rồi? Mình comment số 2 nè. Rồi, mình chuẩn bị nước đầy đủ chưa? Ok. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Những lúc như thế này thì chúng ta cứ hình dung tưởng tượng, ui bây giờ chúng ta đang ở trên một cái du thuyền á, một cái du thuyền 5 sao ở vùng biển Florida tại Mỹ đúng không ạ? Một cái du thuyền 5 sao, du thuyền của cá nhân của mình ha. Đó, mình nhâm nhi một ly collagen hương cam vừa tốt cho mái tóc làn da đúng không ạ? Đây là sự giàu có đúng không anh chị? Ok. Rồi, thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mời lên một nữ doanh nhân rất là thành công luôn. Thật sự là cái câu chuyện của chị á thì truyền cảm hứng không chỉ cho Huy, nghĩ là sẽ không chỉ là cho Huy đâu, mà chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho các anh chị rất là nhiều. Bởi vì khi mà Huy lúc lần đầu tiên Huy rất là nhớ là khi mà Huy gặp chị ấy á, thì chị ấy chỉ là một giáo viên mầm non thôi, và thu nhập thì phải nói rằng là nó dưới mức 5 triệu một tháng đúng không ạ? Và làm việc rất là chăm chỉ vất vả, nhưng mà không không có kiến thức, không có tư duy, cũng không biết làm thế nào thành công.
nhưng mà mình vẫn cứ gieo hạt, mình cứ chia sẻ, và chị học cái khao khát của chị rất là lớn. Và khi mà chị ứng dụng thì bây giờ thì tính ra cũng được 1 năm rồi, cũng được 1 năm thì chị đã có những thành công phải nói rằng là quá vượt trội luôn, quá vượt trội luôn. Và anh chỉ có hình dung là gì, nếu như anh chị cũng như vậy thôi, một số anh chị mình mới biết sức mạnh thức, ngày hôm nay anh chị ứng dụng nghiêm túc, anh chị kinh doanh, anh chị đầu tư và làm theo đúng những cái gì mà Huy hay là các tỷ phú chia sẻ. Tại vì thật sự như Huy chia sẻ thì Huy cũng là học từ sách ra, học từ những người thành công ra, đúng không? Và mình ứng dụng, mình có kết quả thì mình chia sẻ lại cho anh chị thôi. Chứ không cần, đúng không? Anh chị có thể là anh chị không thích học từ Huy, anh chị có thể học từ Donald Trump đây này. Đây, có sẵn sách rồi. Anh chị chỉ cần bỏ tiền ra, anh chị mua trên Tiki, mua ở Fireshare, trên các nhà sách đều có hết. Mà thì thấy là cũng kiến thức y như Huy chia sẻ thôi, đúng không ạ? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón một người bạn, một nữ doanh nhân, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Tỷ phú La, chị Nguyễn Yến. Ok rồi, bây giờ thì Huy sẽ gọi Zalo cho chị Yến ha. Rồi đây có cái livestream để mời. Bây giờ mình đợi một tí ha anh chị. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đợi khoảng 1 phút. Huy sẽ gọi cho chị Yến ha. Rồi, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, Huy đang gọi ha. Rồi, anh chị có hào hứng không ạ? Ok, sao chưa gọi được ta? Mình sẽ đợi thêm khoảng 1 phút ha anh chị. Có đang online không? Huy gọi không được nha. Huy thấy chị Yến đang online nhưng mà chưa gọi được. Không biết như thế nào. Rồi. Để một xíu ha. Chứ đợi một tí, có thể là do chị Yến đang chuẩn bị một tí á. Rồi chưa thấy luôn. Rồi anh chị nào mình không gọi cho chị Yến được ha. Một xíu. Rồi, được rồi nè. Ok. Rồi, em chào chị Yến ha. Rồi. Rồi, được rồi. Rồi, không, không có thấy đâu. Ok. Rồi. Bây giờ thì Huy sẽ nhường sân khấu lại cho tỷ phô la chị Nguyễn Yến ha. Huy, xin chào tất cả các anh chị em chúng ta đang xem livestream của buổi tối ngày hôm nay. Lời đầu tiên Yến xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tỷ phú đô la Trịnh Huy, cũng như là tỷ phú đô la Nguyễn Diễm, cũng như là tỷ phú đô la Búc Thêu, đã cho Yến một cái vinh dự được mời lên cái livestream để chia sẻ truyền cảm hứng cho tất cả các anh chị em chúng ta trong cái buổi tối ngày hôm nay. Yes. Ok Bây là giờ việc lại. thì Yến xin phép được chia sẻ đôi nét cá nhân của mình
Yến sinh ra ở đâu và Yến đã đi trên cái con đường để đạt được cái thành công như bây giờ như thế nào, thì ngày hôm nay Yến sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị em chúng ta. Lúc nãy khi mà ngồi ở dưới xem livestream nghe tỷ phú đô la Trần Huy giới thiệu về về Yến á, thì lúc đó cảm xúc nó rất là nhiều và mình vừa mừng vừa vui mà cái cảm xúc bên trong nó ọ ra, nên thành là Yến rất là xúc động luôn. Nên là khi mà chia sẻ có cái gì đó thì mong cả nhà bỏ qua thì Yến á, tên thật là Nguyễn Thị Kim Yến. Hiện tại thì Yến sinh Yến năm nay 32 tuổi, là bây giờ là tròn 32 tuổi, cái tháng 11 này là tháng sinh nhật của Yến luôn đó. Và Yến sinh ra trong một cái gia đình chưa được giàu có mà phải gọi là nhà nghèo đó cả nhà. Gia đình thuộc gọi diện hộ nghèo, rồi là sinh ra trong một cái xã là đặc biệt khó khăn. Và ba mẹ của mình thì là làm nông, thuần nông luôn, suốt ngày chỉ có làm nông thôi, và quanh năm thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Và lúc đó thì ba mẹ cũng ý thức được cái nghèo, nên là ba mẹ không có sinh nhiều con, chỉ có hai người con thôi, là Yến với một em trai nữa đó. Nhưng mà vì là lúc đó thì gia đình thì chỉ có biết làm nông, nên là cái cuộc sống nó rất là về tài chính nó rất là gặp là nhiều khó khăn luôn. Và cái mong muốn của Yến là chỉ là lớn lên tìm một cái công việc ổn định để nuôi sống bản thân của mình. Và lúc đó Yến có một cái mơ ước, đó là trở thành một cô giáo, bởi vì Yến học ở một cái trường mà người ta cho mặc áo dài để đi học luôn đó. Nên thành là Yến rất là thấy coi trên tivi rồi thấy rất là nhiều anh chị hoặc là giáo viên họ mặc cái áo dài họ đi dạy, là Yến khao khát được mặc cái áo dài để được đi học, để được đi dạy. Và Yến cũng nói với ba mẹ là con sẽ học đến khi trở thành một cô giáo đó. Nhưng mà ba mẹ mới nói rằng là gì, gia đình của mình thì không có đủ tiền để mà nuôi con học đến trở thành cô giáo đâu. Nhưng mà nói như vậy nhưng mà Yến vẫn vậy, vẫn có một cái niềm tin rất là vững chắc, rất là tin tưởng tuyệt đối. Và ba mẹ cũng rất là thương Yến, nên là cũng tạo mọi điều kiện cho mình đi học, cho mình đến trường. Và lúc đó thì Yến luôn luôn mang một cái danh hiệu là con nhà nghèo khó học giỏi, và Yến đã từng được tặng chiếc xe đạp để đi học, rồi liên tục đạt những cái học bổng trong nhà trường đến khi học hết cấp 3 và ra trường. Thì Yến bước vào gia đình của Yến thì cách thành phố Quy Nhơn là hơn 100 cây. Thì Yến đi vào Quy Nhơn không quen biết một ai, đi vào thành phố không quen biết một ai và cũng chưa có một cái tương lai gì cả, nhưng mà vẫn khao khát rằng là mình phải thay đổi cái cuộc sống này, mình phải là đi đến trường để học để thay đổi cái cuộc sống hiện tại, không muốn làm nông giống như ba mẹ. Và Yến đã được gọi là bằng một cách nào đó, lúc đó Yến luôn tự tin và Yến luôn tin trong mình rằng là mình là một người ở hiền, mình sẽ gặp lành, mình là một cái người hiền lành ngoan ngoãn chăm, rồi ba mẹ mình là ở hiền, chắc chắn mình sẽ gặp những cái người tốt đến với mình. Và đúng như vậy, Yến luôn luôn gặp những người tốt đến với cuộc đời của mình và giúp cho Yến đạt có được những cái thành công. Đầu tiên thì Yến học chọn một cái trường, đó là trường sư phạm, bởi vì sư phạm thì mình học mình sẽ không có đóng học phí đó, mình không có đóng học phí mà mình được học miễn phí. Thì lúc đó Yến chọn một cái ngành, đó là ngành sư phạm mầm non, để mà mình ra trường mình có một cái công việc. Và Yến chỉ có biết rằng là cố gắng học thôi, thì Yến cũng có một cái kết quả học tập rất là lớn, đó là gì, cũng là liên tục đạt học bổng ra trường với cái tấm bằng là cũng là ưu tú. Và khi mình ra trường ở thành phố Quy Nhơn, mình đi học cao đẳng sư phạm, mình học 3 năm. Sau đó thì Yến ra trường và Yến xin việc ở một cái trường gọi là trường cũng gọi là chất lượng ở Quy Nhơn, ở thành phố Quy Nhơn. Và Yến dạy ở đó. Thì lúc này em trai của Yến vào vào học và Yến đã nuôi em mình học 3 năm. Đó, phụ với ba mẹ của mình nuôi em của mình học trong vòng 3 năm. Và sau đó thì Yến đã gì? Đã kết hôn, đã lấy chồng. Và những cái mà Yến đã từng mơ ước, ví dụ như là lấy một người chồng như thế nào nè, yêu thương mình ra làm sao, rồi công việc như thế nào, thì tất cả đều có đúng như những ước mơ của Yến. Và Yến thật sự rất là hạnh phúc với
những cái mà mình đã đạt được. Đời em Yến ra trường rồi em Yến cũng có việc làm, và làm việc cũng có gia đình đó, cuộc sống gọi là cũng không có giàu có, không có gì hết, nhưng mà nó đủ sống. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó Yến mong cuộc sống vậy là đủ ăn đủ sống. Và có một cái điều, cái thành công của cuộc đời của Yến là khi mà Yến quyết định ra riêng, thì hai vợ chồng của Yến lúc đó thì trong tay chỉ có 60 triệu thôi, nhưng mà Yến khao khát có một ngôi nhà riêng cho mình. Và chính vì cái niềm khao khát đó, đó lúc đó Yến chưa hề biết sức mạnh tiềm thức, nhưng mà sao, Yến khao khát mãnh liệt và cũng hình dung tưởng tượng về mơ về một cái ngôi nhà, một ước mơ có một cái ngôi nhà như vậy. Và sao, lúc đó chỉ có 60 triệu, nhưng mà tiềm thức và vũ trụ gọi là một cái điều vi diệu, một cái phép màu xảy ra là đã có những cái nguồn lực đến, gọi là quý nhân đến giúp cho vợ chồng Yến đạt được cái ước mơ là sở hữu được ngôi nhà. Tuyệt vời không ạ? Đó, đấy là thành công của Yến. Là sau đó thì sao? Yến vẫn sống cái cuộc sống như vậy. Yến đi dạy trong vòng 8 năm với cái mức là thu nhập là chưa đến 5 triệu nha cả nhà. Chỉ có năm 2019 thì chỉ có khoảng là 4 triệu thôi. Đó, 3 triệu mấy 4 triệu thôi. Đó, và sao? Cái cuộc sống của mình thì là không có dư giả gì hết. Và Yến mong muốn là mình phải gì? Phải lo. Ví dụ như Yến về Yến nhà, Yến thấy là cái nhà của ba mẹ xây đã rất là lâu rồi, rồi nó đã cũ rồi, và mỗi lúc mưa to thì nó cũng bị dột nước, nó cũng bị dột nước. Nhưng mà ba mẹ thì bây giờ không làm ra những cái khoản tiền nhiều để mà có thể sửa lại cái nhà, xây lại cái nhà đó. Và cái niềm, cái gọi là cái điều đó nó làm cho Yến thổn thức, nó làm cho cái con người của mình nó có một cái gì đó nó không được thoải mái. Lúc nào mình cũng cảm thấy rằng mình chưa có làm gì được cho ba mẹ mình hết, nó nung nấu trong cái người của mình. Nhưng mà lúc đó mình chả có biết làm cái gì hết, ngoài cái việc là hàng ngày đi dạy để mà nhận lương, hàng ngày đi dạy nhận lương, làm một cái công việc lặp đi lặp lại một cái mức lương cố định như vậy. Thì Yến đến một cái giai đoạn là đến tháng 8 năm 2019, cái gọi là cái cảm xúc này nó dâng trào đến mức độ mình không thể chịu được nữa. Và lúc đó thì Yến có một ngày, có một buổi tối đẹp trời, Yến mời ông xã của Yến rằng là bây giờ hai vợ chồng của mình đi dạo biển đi anh. Đó thì Yến mời chồng của Yến đi dạo trên cái biển Quy Nhơn. Lúc đó con của Yến đi về ngoại chơi. Thì hai vợ chồng đi trên cái bờ biển và ngồi xuống dưới cát. Thì Yến mới nói với chồng Yến rằng là anh ơi, anh có cái dự định, cái kế hoạch gì cho cái cuộc đời của mình 5 năm, 10 năm nữa hay không? Anh có nghĩ rằng mình sẽ ở trong cái ngôi nhà ra làm sao, rồi mình có cái mức thu nhập hay là cái mức cái nhà, rồi là đi cái xe gì, hay là mình lo được cho ba mẹ mình cái gì chưa? Thì lúc đó ông xã của Yến cũng nói rằng là anh chưa có định hình, chưa có kế hoạch. Thì ông xã mới hỏi ngược lại Yến này, vậy thì em đã có kế hoạch gì chưa? Thì lúc đó Yến mới nói rằng là em chưa biết là mình sẽ làm gì, em chưa có kế hoạch gì hết, nhưng em không muốn làm cái công việc hiện tại nữa. Bởi vì cái công việc hiện tại là nó chiếm rất là nhiều thời gian của em, nhưng cái mức thu nhập của nó mang lại cho em không có hài lòng, em không có hài lòng với cái mức thu nhập đó. Thì ông xã mới hỏi Yến rằng là vậy thì em quyết định như thế nào, em quyết định như thế nào, cái dự định của em sắp tới là gì? Thì lúc đó Yến mới nói rằng là gì, dự định của em là sắp tới em không biết là em sẽ làm gì, nhưng mà có một điều là em không muốn đi dạy nữa, em phải tìm một cái công việc nào đó, một cái gì đó mới để em thay đổi cái cuộc sống hiện tại đi. Đó, em không chấp nhận được cái cuộc sống hiện tại này nữa, đó, cái công việc hiện tại này nữa. Thì lúc đó ông xã mới nói rằng là nếu như em đã quyết định rồi thì em cứ thực hiện. Và ông xã của Yến là gì, một người vô cùng tuyệt vời, luôn luôn ủng hộ vợ, yêu thương vợ hết lòng. Đó là cái niềm hạnh phúc của Yến, đúng không? Đã tiếp đó thì sao? Thì Yến ngày trong cái tháng 8 năm 2019 đó, Yến quyết định là nghỉ việc sau 8 năm đi dạy. Và lúc đó Yến dạy thì Yến đã có chế độ bảo hiểm này, có rất là nhiều chế độ luôn, bởi vì Yến cũng là một giáo viên xuất sắc ưu tú đó. Nhưng mà sao Yến quyết định nghỉ việc, và Yến lên đi xin trường Mỹ đang dạy đó là nghỉ việc, thì hoàn tất thủ tục thì chờ những cái giáo viên khác họ sắp xếp để họ thay cho Yến. Thì đúng ngày 31 tháng 8 năm 2019 là Yến kết thúc cái việc đi dạy của mình, là cái ngày cuối cùng để Yến đi dạy, và cũng là cái ngày mà gọi là kết thúc sau 8 năm Yến đi dạy. Cuối cùng thì cái ngày 31 và cái ngày 1 tháng 9 ngày
thì lúc đó Theo mới gọi điện lại cho Yến và mới nói rằng là em đang là nhà đầu tư chủ động. Yến cũng không hề biết nhà đầu tư chủ động là như thế nào, cái từ đầu tư nó chưa bao giờ xuất hiện trong cái đầu của Yến luôn đó. Nhưng mà sao Theo mới nói rằng là em đang là nhà đầu tư chủ động. Yến mới hỏi là nhà đầu tư chủ động là như thế nào vậy Theo? Theo mới hỏi rằng là để trở thành một nhà đầu tư chủ động chị phải học, vậy chị có chịu học không? Yến nói rằng là gì, chị chịu học em cứ cho chị học với đó. Thì Theo bắt đầu đưa ra một cái thử thách cho Yến rằng là gì, Theo gửi cho Yến chuỗi livestream 30 ngày của tỷ phú La Trịnh Huy đó, gửi cái chuỗi livestream đó ngoài Yến và bảo Yến là phải học ghi chép livestream từng câu từng chữ chụp và gửi cho Theo trong vòng 10 ngày. Nếu như trong vòng 10 ngày đó Yến học nghiêm túc đầy đủ thì Theo sẽ cho Yến vào một trong cái nhóm để học cùng với mọi người, học cùng với mọi người cho nó có năng lượng đó. Và Yến đã cam kết học như những gì mà Theo chia sẻ và Yến bắt đầu học với một cái ly nước trong là tỷ phú La Huy chia sẻ cái gì Yến cũng làm theo hết. Biểu bỏ quỹ tự do tài chính là Yến bỏ quỹ tự do tài chính, bảo viết mục tiêu 30 ngày Yến viết mục tiêu 30 ngày và Yến đã bắt đầu học cái chuỗi livestream của tỷ phú La Trịnh Huy là ngày 3 tháng 9 đã, bắt đầu học ngày đầu tiên là ngày 3 tháng 9 luôn. Và thì mỗi ngày Yến liều ghi chép livestream chụp lại và nộp và gửi cho tỷ phú La Trịnh Huy đó. Và sau đó thì sao, Yến đặt mục tiêu và bắt đầu đặt sách, đặt 3 quyển sách. Yến cũng đặt 3 quyển sách giống như mà tỷ phú La Trịnh Huy chia sẻ cho tất cả các anh chị em đó, và 3 quyển sách đó. Và khi mà mình đọc sách mà mình học chuỗi livestream bắt đầu Yến ngộ ra rằng là gì, đây chính là con đường mà trước kia mình không hề biết, đây chính là những cái mà nó có thể giải quyết được, nó giải thích được những cái suy nghĩ bên trong của mình trước kia. Lúc đó Yến hay hỏi mọi người là gì, giống như Yến hỏi câu hỏi chồng mình là gì, 5 năm nữa mình sẽ làm gì, mình sẽ ở đâu, mình có cái ngôi nhà như thế nào, mình sống ra làm sao đó. Yến hỏi câu hỏi đó nhưng mà không ai trả lời được hết. Nhưng ngay lúc đó Yến đã học cái chuỗi livestream và đọc 3 quyển sách đó, Yến trả lời được cái câu hỏi đó. Yến biết đặt mục tiêu cho mình là 5 năm nữa là Yến sẽ như thế nào này, mục tiêu hàng tháng của mình là như thế nào này đó. Yến đã biết đặt mục tiêu và có một điều vi diệu là gì, ngày 30 tháng 9 năm 2019 là đúng là trong vòng 1 tháng, chưa tới 1 tháng á, là 27 ngày, Yến đã đạt được cái bức gọi là cái bức tranh đầu tiên, cái mục tiêu 30 ngày đầu tiên của mình là tiền lợi nhuận là gì, tiền lợi nhuận của mình và cái tiền doanh số, tiền gọi là tiền lợi nhuận của mình là nó về 50 triệu đó. Và gọi là cái người khác họ chuyển tiền vào đó, đúng là tiềm thức rất là hay. Bởi vì cái lúc mà Yến học đó là Yến đặt cái mục tiêu nó chưa có đúng, là Yến nói rằng là tôi có 50 triệu trong tài khoản Vietinbank của tôi mà Yến không có cái từ lợi nhuận đó, Yến không có cái từ lợi nhuận và nó cho đúng như vậy. Mấy ngày trước đó là khoảng ngày 20 mấy là nó như vậy luôn, về 50 triệu nhưng mà không phải tiền lợi nhuận của mình. Và Yến cảm thấy rằng là lúc đó Yến mới thấy rằng là mình đặt có mục tiêu chưa đúng, hỏi tỷ phú La mục tiêu và sửa lại mục tiêu của mình, thì sau đó tiền của mình về đúng như cái điều mà mình mong muốn là lợi nhuận đó. Và lúc đó thì Yến bắt đầu nắm bắt những cái cơ hội đầu tư và Yến ra mục tiêu rằng là mình phải có cái khoản tiền đó trong cái ngày 30 tháng 9 đó để mình đầu tư gia tăng tài sản trả cho mình trước, chứ từ trước tới giờ Yến chưa giờ trả cho mình trước cả đó. Và sau đó là một cái điều vi diệu là Yến đã có đúng cái số tiền đó để đầu tư vào cái ngày 30 tháng 9 đó luôn. Tuyệt vời không cả nhà, trong vòng 1 tháng thôi, 27 ngày mà Yến đã học tập nghiêm túc, ứng dụng liên tục và gì đó, và đạt được cái mục tiêu của tháng đầu tiên. Và sao thành công thì nuôi dưỡng thành công, thành công nối tiếp thành công, niềm tin quý nó tăng lên 100% luôn. Bởi vì đây là cái con đường đúng rồi, mình đã thành công rồi, mình đã tạo ra được một cái mục tiêu, mà đạt được cái mục tiêu này nhỏ thì mình sẽ đạt được mục tiêu lớn. Và Yến nhìn thấy là tỷ phú La Bách Theo này, tỷ phú La Trịnh Huy này, họ làm được, họ có kết quả rất là lớn và Yến nghĩ niềm tin tuyệt đối và tin tưởng và làm theo những cái gì mà Bách Theo, Trịnh Huy chia sẻ để làm theo hết. Và cũng có rất là nhiều người nói rằng là gì, không có được bình thường, rồi là mơ mộng, rồi là hão huyền, rất là nhiều luôn. Nhưng Yến không quan tâm, Yến không quan tâm. Bởi vì sao? Yến nhìn Yến thấy là những cái người đó họ không có giàu đó, và ví dụ như họ cũng chưa từng chia sẻ cho Yến cái con đường nào để cho Yến giàu có hết đó, chưa từng chỉ cho Yến cái cách làm giàu, chưa từng chỉ cho Yến cách kiếm ra nhiều tiền đó. Và cái cuộc sống của họ cũng chưa có bằng tỷ phú La Trịnh Huy, chưa bằng tỷ phú La Nguyễn Diễm, thì Yến không mặc việc gì phải nghe những người đó hết đó. Và Yến tập trung vào mục tiêu của mình, chỉ đi đúng một đường thôi.
là mình phải đi ra gặp tỷ phú Lola bích theo bằng một cái con người thật để nhìn thấy một người thật, giống như là mình sờ được người thật vậy đó. Thì Yến đã thực hiện được cái mục tiêu đó và đi ra đó gặp tỷ phú Lola bích theo vào tháng 10. Và Yến có một cái quyết định là mình phải gặp trực tiếp cái thằng của mình, đó là tỷ phú Lola Trịnh Huy. Và đến cái tháng 10 đó Yến đã gặp được tỷ phú Lola Trịnh Huy và tỷ phú Lola Nguyễn Diễm tại Offline Quảng Ngãi đó, tuyệt vời. Liên tục Yến đặt cái mục tiêu ra thì nó đạt được cái mục tiêu. Và bây giờ Yến sẽ kể một số những cái mục tiêu, cái thành công của Yến trong cái năm 2019, từ cái tháng 9 năm 2019 đến bây giờ, đến bây giờ, đến hiện tại bây giờ là hơn một năm, một năm một tháng đó, một năm một tháng thôi. Nhưng mà gọi là cái thành công này của Yến là từ cả cuộc đời này Yến chưa bao giờ có. Nếu như Yến vẫn giữ cái công việc cũ của mình là đi dạy với cái mức lương là 4 triệu hơn hoặc là 5 triệu đó, thì đến bao giờ Yến có được cái thành công như bây giờ đó. Thứ nhất về tài chính, Yến gia tăng lên từ 50 triệu lên 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu và 500 triệu đó, liên tục gia tăng như vậy. Bởi vì có một câu nói là Yến nghe một cái câu nói là gì, tư duy tăng đến đâu thì tiền tăng đến đó, nên Yến luôn luôn phát triển tư duy lên. Và chính vì như vậy mà cái tài chính của mình nó tăng lên liên tục liên tục đó. Về đó là về tài chính. Thứ hai nữa là gì, là về khi mà mình có tài chính thì mình sẽ làm được những cái việc như là, thứ nhất là thành công lớn nhất của Yến á, là được đi ra nước ngoài, được tham gia cùng với câu lạc bộ, được đi cùng với câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng, đi qua Dubai, được hòa mình trong một cái chuyến nghỉ dưỡng 5 sao tại Dubai. Và đã được đến những cái khách sạn, ví dụ như khách sạn cánh buồm tại Dubai là khách sạn 7 sao, không phải một người bình thường có thể vào được cả nhà. Đó, được ăn kem giác vàng, được uống cà phê giác vàng tại Dubai, trải nghiệm. Và cái chuyến du lịch đó là hơn 50 triệu. Thì Yến mới đặt câu hỏi này, nếu như Yến vẫn giữ cái con người cũ kia, vẫn cái tư duy cũ kia, vẫn cái công việc cũ kia, thì đến bao giờ Yến có thể bỏ tiền ra để mà đi du lịch được những cái chuyến 5 sao, 7 sao mà 50 triệu một chuyến như vậy? Đó là cái thành công đầu tiên. Cái thứ hai nữa là gì, là gia tăng cái tài sản của mình là liên tục gia tăng. Bởi vì mình làm mình có biết là mình sẽ tích trữ tử tài sản, mình sẽ là đầu tư gia tăng tài sản, mình có quỹ tự do tài chính và mình liên tục mình đầu tư để tài sản của mình gia tăng lên. Rồi cái tiếp nữa là Yến đã vừa cái tháng gần đây này là Yến đã hỗ trợ cho ba mẹ của Yến xây lại cái ngôi nhà, là cái ngôi nhà cũ của mình đó, bây giờ mình xây lại nó mới và gọi là nó rất là dễ thương, rất là xinh xắn luôn. Và ba mẹ của Yến cảm thấy rất là hạnh phúc vì có được một cái ngôi nhà như ba mẹ đã từng mơ ước trước đây, và Yến đã làm được cái điều đó và Yến cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Rồi tiếp theo đó thì Yến có mua tặng cho ông xã của Yến một chiếc xe AB, một chiếc xe AB đó cả nhà, đó đã là thành công của Yến nha. Sau đó thì vợ chồng của Yến cùng với con gái của Yến có đi nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu, khách sạn The Emerald, Emerald. Emporio tại Tàu là sao, cùng với câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng. Sau đó thì Yến cũng ứng dụng sức mạnh tiềm thức, đạt được những cái chuyến du lịch, ví dụ như là du lịch FLC, nghỉ dưỡng ở FLC với cái giá là 0 đồng ha, là miễn phí đó, là Yến ứng dụng sức mạnh tiềm thức hết đó. Sau đó thì là vợ chồng Yến cũng đi nghỉ dưỡng ở resort, rất là nhiều resort luôn, là 5 sao. Và có một điều, một cái thành công là sắp tới đây, và ngày 5 tháng 11 là Yến bắt đầu đi du lịch cùng với câu lạc bộ tại nghỉ dưỡng tại là đảo Phú Quốc, chuyến du lịch nghỉ dưỡng 5 sao chất lượng. Vì Yến thấy rằng là khi mà mình đi nghỉ dưỡng với câu lạc bộ là toàn là những cái chất lượng nhất, cái siêu chất nhất, tuyệt vời nhất, nên là câu lạc bộ đi đâu tỷ phú Lola Trịnh Huy, tỷ phú Lola Nguyễn Diễm, tỷ phú Lola Bích Thêu đi đâu là Yến đi đó mà. Đó là những cái thành công mà Yến đã đạt được trong thời gian mà Yến ứng dụng sức mạnh tiềm thức, đó là về tài chính và về mối quan hệ. Về mối quan hệ thì Yến đã giúp đỡ được rất là nhiều người, rất là nhiều anh chị em bạn bè của mình, để có những cái người mà có những cái khao khát muốn thay đổi cái cuộc sống, là muốn thay đổi cái cuộc sống, thì Yến đã giúp được rất là nhiều. Và đội nhóm của Yến là mở rộng
người đó. Tiếp theo đó là gì? Tiếp theo đó là cái sức khỏe của Yến sẽ chia sẻ một chút về cái sức khỏe. Thì lúc giờ Yến cũng chưa chia sẻ về sức khỏe của mình. Trước kia thì Yến chỉ có 40 kg thôi, 39 kg, rất là gọi là rất là ốm luôn, rất là ốm luôn. Và đó thì Yến bị một cái dạng là nó phải là uống, gọi là uống thuốc nhiều, uống thuốc liên tục, phải gặp bác sĩ liên tục đó. Bởi vì là dạ dày là nó do chế độ ăn uống của mình, do chế độ ăn uống của mình mà dẫn đến cái việc dạ, cái dạ dày của mình nó chưa được khỏe. Thì lúc đó Yến nuôi liên tục bị đau, những cái cơn đau nó ấy, sau đó thì sao nhưng mà Yến phải gặp bác sĩ liên tục đó. Nhưng mà từ cái tháng 9 năm 2019 đến bây giờ, từ khi Yến biết sức mạnh tiềm thức và là Yến không hề, Yến siêu khỏe luôn, gọi là cái cơ thể nó siêu khỏe luôn đó. Và bây giờ thì Yến đã được tỷ phú La Trịnh Huy, được câu lạc bộ chia sẻ cho mình biết cách bảo vệ sức khỏe, giữ cho mình một cái cơ thể siêu đẹp đó, và đã biết rằng là mình phải dùng những cái dinh dưỡng gì, phải có chế độ dinh dưỡng làm sao, thực phẩm sạch làm sao để có được cái cơ thể nó khỏe đẹp đó. Và đây là một ly collagen để Yến nói mà Yến chưa kịp uống luôn, đúng không? À, thì lời quá. Yes. À, có một điều, có một sự thật là từ trước tới giờ Yến chả biết collagen là gì, Yến cũng chưa bao giờ tập trung vào cái đó. Bởi vì sao? Lúc đó là tài chính của mình nó chưa có nhiều, nó không có đủ để mà mình nghĩ tới cái việc mà chăm sóc cái bản thân của mình về sức khỏe mình, là ví dụ như là collagen hay là cái gì cả. Nhưng mà sao bây giờ thì Yến đã gì, tập trung vào một cái, mình phải hướng đến một cái con người, một cái gọi là một cái nữ doanh nhân là giàu có, khỏe mạnh, xinh đẹp và hạnh phúc trọn vẹn đó. Nên thành là Yến bắt đầu học tập theo những cái người thành công và giàu có đi trước của mình để sở hữu một cái cơ thể đẹp, một cái trí tuệ siêu phàm và gọi là có một cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc. Đó là những cái mà Yến đã gọi là thành công, muốn chia sẻ với cả nhà. Và có những cái điều quan trọng mà Yến muốn chia sẻ với cả nhà, đó là cả nhà hãy tham gia cái gọi là cái chương trình offline của câu lạc bộ Chặt Tay Hoa Vàng sẽ tổ chức tháng 11 này, là sẽ tổ chức vào ngày 13, 14, 15. Bởi vì Yến ở Quy Nhơn nha, Yến ở Quy Nhơn chứ không phải là ở trong Sài Gòn đâu, nhưng mà Yến thường đi, rất là đi, gọi là những lúc mà có chương trình offline là Yến luôn sắp xếp để đi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình vào trong cái chương trình offline đó, mình được cộng hưởng cái trường năng lượng của rất là nhiều người thành công và giàu có khác. Và ở đó chúng ta sẽ có một cái mà Yến gọi là nhớ nhất, đó là mình được làm những cái quy trình. Ví dụ như là tỷ phú La làm những cái quy trình là hút năng lượng vũ trụ nè, quy trình là cá chép hóa rồng nè, rồi là quy trình cây cổ thụ, quy trình là rất là nhiều cái quy trình mà anh chị em phải đến trực tiếp chương trình offline thì mới làm được. Chứ còn ví dụ như mình Zoom online thì nó cũng chưa thể làm được những cái quy trình đó. Nên là Yến có chia sẻ thật lòng là mình nên đến offline, để khi mà mình làm được những cái quy trình đó, mình sẽ thấy rằng là cái cơ thể của chúng ta là một cái vũ trụ thu nhỏ, nó có một cái quyền năng rất lớn, nó có một cái sức mạnh vô biên mà chúng ta chưa khám phá ra nó thôi đó. Nên là bởi vì sao Yến từ Quy Nhơn Yến bay vào trong Sài Gòn Yến làm Yến học cái chương trình offline Yến vẫn đi được, thì anh chị em chúng ta là gì, không có gì là không đi đó. Ở đâu mà có người giàu, ở đâu mà có cái môi trường là Yến đi. Ví dụ như là có offline Quảng Ngãi là Yến đi, có offline Sài Gòn là Yến đi. Và bản thân Yến cũng gì, cũng cùng với tỷ phú La bước theo và mời được tỷ phú La Trịnh Huy về tại Quy Nhơn để làm những cái chương trình offline để cho những cái anh chị em ở gần Yến, đặc biệt là ông xã của Yến đã, để mà tham gia cái chương trình offline đó. Có một cái chia sẻ nhỏ với cả nhà, đó là ông xã của Yến là một người đã học và ứng dụng sức mạnh tiềm thức và có những cái thành công như sau đó. Yến nói rằng là gì, ngay từ lúc đầu mà lúc mà Yến học á, Yến bắt đầu Yến tuyên bố, Yến bắt đầu có những cái thay đổi về tư duy, về cái cách nói chuyện á, thì ông xã của mình cảm thấy mình là người thay đổi đầu tiên. Và có lúc là rờ vào trán của mình nói rằng là gì, em bị dạy lâu chưa, ba mẹ của em đã biết chưa đó. Ông xã của mình cũng thấy mình thay đổi và cũng đã hỏi mình
mình những cái điều đó. Nhưng mà sao, Yến luôn luôn tập trung vào chính mình, là luôn luôn tập trung vào chính mình mà nói chuyện về kết quả, và chính cái kết quả của Yến nó là cái hào quang đó, nó làm nó sáng chói và nó gì, nó chiếu rọi và nó thay đổi luôn cả ông xã của mình. Và bản thân ông xã cũng là một người học theo và ứng dụng, đã có kết quả về sức mạnh khi mà mình sử dụng sức mạnh điện tử. Ví dụ là đạt bức tranh tài chính, là ví dụ như là có những cái khoản tiền, những cái khoản tiền về, mặc dù là anh không hề gì, gì kinh doanh và đầu tư gì cả, chỉ là một cán bộ thôi đó. Và cái câu này gọi là cái minh chứng sống này sẽ giúp cho tất cả các anh chị em chúng ta luôn luôn nói rằng, có một số người luôn luôn đổ lỗi và nói rằng là gì, à chỉ có những người là kinh doanh buôn bán đầu tư thì mới ứng dụng sức mạnh điện thức mới có dòng tiền về, chứ còn tôi thì tôi làm gì có tiền, tôi làm công ăn lương thì tôi làm gì có tiền, hoặc là tôi không có thu nhập. Câu này là không không đúng, là những cái lời nói đó không hề đúng nha. Chỉ cần anh chị học đúng công thức, làm đúng công thức, làm y thì những cái người thành công mà họ chia sẻ thì anh chị sẽ có kết quả. Và đó là minh chứng của Yến, là ông xã của Yến đã có kết quả. Và khi có kết quả thì anh cái niềm tin gia tăng lên, và anh liên tục về ứng dụng để tạo ra kết quả nữa. Và ông xã là một người đồng hành, gọi là ủng hộ vợ trên mọi cái con đường mà vợ đi. Đó, tuyệt vời không cả nhà ơi? Wow, quá tuyệt vời luôn. Yes. Và không những như vậy, Yến còn lan tỏa ra, lan tỏa về sức mạnh kiến thức đối với gia đình của mình. Ví dụ như là ba mẹ của mình, đặc biệt là con cái của mình. Bởi vì sao? Mình học không chỉ cho chính mình mà còn con mình, còn dòng họ, còn gia tộc của mình nữa. Đó, và con của mình là một điểm mình. Bởi vì con của mình nó sẽ học theo mình. Và Yến rất là thấy rất là vui, rất là hạnh phúc vì con của Yến nó cũng thay đổi từng ngày. Nó đã có những cái tư duy triệu phú đã được gieo hàng ngày vô rồi. Nó đã biết làm những cái bài thôi miên này, nó tự đọc thôi miên này, rồi nó tự tuyên bố này, biết cái mừng thành công này, đó là thành công rồi cả nhà. Bởi vì sao? Lúc trước Yến không được như vậy. Yến chưa có được một cái người giàu nào, một cái ai đó để mà dạy mình những cái tư duy giàu có này hết. Rồi không có một ai để mà dẫn dắt mình đi trên cái con đường giàu có. Nhưng mà bây giờ con của mình nó may mắn là nó có mình, nó có mẹ để mà chia sẻ cho nó những cái tư duy đó, đã đào tạo từ lúc nhỏ luôn. Đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì Yến cũng rất là vui được là tỷ phú La Trịnh Huy mời lên chia sẻ với cả nhà về những cái thành công của mình. Nên là Yến có những cái lời gọi là đây là những cái sự thật từ một người thật, việc thật, từ một cô giáo mầm non với mức thu nhập chưa tới 5 triệu mà dám gì bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình, bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình và làm gì. Là lúc đó giống như là người ta nói rằng là gì, khi học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện. Lúc đó Yến gì bắt ngay cái con đường và gì, Yến nhìn thấy cái người đó họ có kết quả rồi và Yến học theo, Yến muốn có kết quả giống như họ thì Yến chỉ tập trung vào đó thôi. Yến không quan tâm tới những cái việc xung quanh, những cái người xung quanh nói gì Yến không quan tâm. Đó, nếu như mà anh chị cũng cũng có làm được những cái điều như Yến thì mình cái kết quả nó sẽ có. Đấy, quan trọng là mình có tin tưởng tuyệt đối không, có dám làm không, có dám hành động không, có nghiêm túc, có chịu trách nhiệm với cái cuộc đời của mình không. Yến khẳng định rằng là Yến là một người chịu trách nhiệm hoàn toàn với cuộc đời của mình, là một người dám nghĩ, dám làm, dám hành động, nên là Yến gặt hái được những cái thành công đến với mình. Đó là một chuyện hiển nhiên. Đó, và có một điều rằng là Yến rất là gọi là lấy cái lòng biết ơn này, cái tình yêu thương ra để mà gọi là lòng hiếu thảo ra để làm một cái để mà dìu dắt người khác cũng như là tự rèn luyện cái bản thân của mình. Bởi vì chúng ta như tỷ phú La Trịnh Huy nói á, nếu như anh chị là một người tâm sáng nhưng mà anh chị chưa có tư duy, kiến thức, tầm nhìn đó, thì câu lạc bộ hoặc là những người thành công như tỷ phú La Trịnh Huy sẽ cho anh chị tư duy, kiến thức, tầm nhìn đó. Nhưng mà quan trọng là cái tâm. Cái tâm không thể nào cho chị cái tâm sáng được. Cái tâm sáng phải là của anh chị trước đã. Còn tư duy, kiến thức, tầm nhìn thì mình chưa biết thì mình có thể học hỏi, chỉ cần anh chị như chúng ta chịu học thôi. Vậy nhớ luôn những cái lời như thế này. Vậy khẳng định là mình là một người tâm sáng. Bây giờ tư duy, kiến thức, tầm nhìn thì mình luôn luôn mình học tập, mình phát triển. Và gì, tỷ phú La Trịnh Huy là người chọn con người, gọi là chọn con người trước. Đã có con người chất lượng rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những cái con đường thành công và giàu có, khỏe mạnh, xinh đẹp kia. Đó, quan trọng là con người. Vậy bạn đang có làm những cái con người chất lượng
nếu chất lượng thì hãy dậy vào trong câu lạc bộ để chúng ta được tỏa sáng, được phát triển hết cái khả năng của mình ra để các bạn thay đổi cái cuộc sống của mình, đã giống như Yến đã từng làm. À, cảm ơn tất cả các anh chị em chúng ta đã nghe Yến chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn tỷ phú đô la Trịnh Huy đã cho chị Yến có một cái vinh dự được lên chia sẻ truyền cảm hứng với tất cả các anh chị em chúng ta ngày hôm nay. Rồi, xin được mời. Rất là cảm ơn chị Yến ha. Ok, chị có còn muốn gửi gắm thêm điều gì cho mọi người không ạ? Yến mà muốn gửi gắm cho tất cả các anh chị em chúng ta là chúng ta phải hướng đến một cái cuộc sống là khỏe mạnh, giàu có, xinh đẹp, vừa giàu vừa khỏe vừa đẹp. Và gọi là Yến đã làm được, thì dù anh chị là ai, anh chị có và xuất phát như thế nào đó, dù anh chị là người già hay trẻ hay như thế nào đó, thì chỉ cần anh chị em chúng ta chịu thay đổi tư duy thì chúng ta sẽ thay đổi cả cái cuộc đời của mình. Và quan trọng là mình phải vào một cái môi trường mà ở đó người ta muốn cho bạn phát triển, người ta luôn luôn là gì, là giúp cho bạn tiến lên về phía trước, chứ không phải là những cái người mà kéo mình xuống. Đó là những cái điều mà Yến muốn chia sẻ với cả nhà. Và Yến muốn chia sẻ với cả nhà là hãy học cái chuỗi livestream của tỷ phú đô la Trịnh Huy nghiêm túc, bởi vì tất cả những cái kiến thức, những cái tư duy, những cái gì tinh tế nhất thì nó nằm hết ở trong chuỗi livestream đó. Và chỉ cần anh chị em chúng ta học, và ví dụ như mình học một lần mình chưa hiểu đúng không, thì mình sẽ học lại lần thứ hai, mình ghi chép, rồi mình bắt đầu mình vậy mình ứng dụng. Quan trọng là mình học, mình hiểu, mình ứng dụng để mà mình có kết quả. Ok rồi, rất là cảm ơn chị Yến ha. Anh chị em mình có thể là comment, gửi lời cảm ơn chị Nguyễn Yến của chúng ta, đúng không ạ? Dành cái thời gian quý báu của chị để lên đây để chia sẻ thành công và truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta, được không ạ? Rồi, hẹn chị Yến là một cái lần, một cái buổi khác chúng ta sẽ gặp nhau, đúng không ạ? Đợt này chị Yến có đi du lịch, đúng không ạ? Mình có tham gia với câu lạc bộ tại Phú Quốc. Và hy vọng, đúng không ạ? Hy vọng thì nếu anh chị nào mà muốn gặp chị Nguyễn Yến thì mình có thể đến Quy Nhơn. Còn tuyệt vời hơn thì ngay tháng này thôi, ngay tháng 11 này thôi, thì anh chị có thể tham dự buổi offline của câu lạc bộ tại Sài Gòn, đúng không? Cũng có thể gặp trực tiếp tỷ phú la chị Nguyễn Yến nhé. Rồi, xin tuyệt vời luôn. Cảm ơn chị Yến rất là nhiều nha. Chúc cho cả nhà có một cái chúc cho tỷ phú la Trịnh Huy, chúc cho cả nhà có một cái buổi tối là ngủ trong một cái ý niệm của sự tự do, giàu có, khỏe mạnh, thông minh, xinh đẹp, lành lặn và hạnh phúc trọn vẹn cả cuộc đời. Yến xin hết ạ. Rồi, ok rồi, cảm ơn chị rất nhiều nha. Ôi, tuyệt vời không ạ? Rồi, em chào chị Yến nha. Chào chị, tỷ phú Trịnh Huy. Ok, rồi, anh chị có truyền cảm hứng không ạ? Rồi, thì bản chất là gì ạ? Quan trọng là có một cái điều mà Huy muốn nhắn nhủ các anh chị ở đây. Tại sao có rất là nhiều người muốn thành công, rất là muốn giàu có và thành công, nhưng họ không thể thành công và giàu có được? Một cái điều rất rất là đơn giản thôi, cơ bản là bởi vì họ không có cái môi trường, họ không có những cái môi trường để giúp họ thành công về tài chính, để giúp cho họ giàu có và thành công hơn, đúng không ạ? Vậy thì cái việc của chúng ta là gì? Nếu như chúng ta đã tìm được cơ hội, đã tìm được cái môi trường rồi, thì chúng ta hãy sơ vào, hãy nắm bắt, hãy tham gia với 100%, đúng không ạ? Hãy cùng đi với những con người thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc, thì một thời gian sau, đúng không ạ, chúng ta cũng là những người như vậy, anh chị nhé. Với là, nhưng mà đặc biệt là gì? Cơ bản tất cả những điều đó, những cái con người đó, những cơ hội đó, chúng ta phải nắm bắt, chúng ta phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình nữa, thì thành công sẽ nhanh hơn, được không ạ? Ok, rồi, rất là cảm ơn chị Yến đã truyền cảm hứng rất là tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bậc thầy thứ hai, anh chị nhé. Một bậc thầy thứ hai cũng có những cái kết quả rất là thành công. Và bây giờ thì Huy sẽ gọi cho bậc thầy thứ hai ha. Ok.
cho chị Thắng ha. Ok, rồi. Hello, chào chị Tỷ Phú Lan, chị Đỗ Thắng nhé. Yes, xin chào Tỷ Vũ Lan, Trịnh My và Rồi. tất cả các có thể sử dụng sức mạnh hình thức đang cái theo dõi live stream của Tỷ Phú Lan, Trịnh My ngày hôm nay trong cái chuỗi live stream 30 ngày vận mệnh của người thành công. Rồi, ok. Chị thì không thể xem được tất cả comment của mọi người đang còn xem trực tiếp ngày hôm nay. Cho nên là trước khi chia sẻ cái thành công và những cái bí kíp để có thể truyền cảm hứng cho tất cả mọi người thì xin hỏi là cái âm thanh và cái hình ảnh của chị của mình ngày hôm nay đã mọi người và cái âm thanh của mình nói mọi người nghe rõ chưa ạ? Ok. Nếu mà Trinh Huy và mọi người nghe rõ thì các em comment nghe rõ giúp mình nhé, hoặc là nhờ Trinh Huy là đọc xem comment giúp chị nhé. Ok rồi. À, bao nhiêu số cho số anh chị em mình có thể nhìn rõ và nghe rõ chị Thắng thì mình có thể là comment, đúng không? Comment số 1 anh chị nhé. Rồi. Ok. Ok, mọi người ok đó chị. Mời chị Thắng tiếp tục ạ. Ok, cảm ơn Tỷ Phú Lan Trịnh Huy và tất cả mọi người. Thế thì hôm nay chị cảm thấy rất là vui, bởi vì là vì một số lý do đặc biệt trong cái nhiều người trong cái đội nhóm của chị là chưa thể tham gia cái chuyến du lịch Phú Quốc, cho nên hôm nay là đang còn trong cái chuyến du lịch nghỉ dưỡng, đang trên đường chuẩn bị về từ chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa ở FLC của Thanh Hóa đấy. Thì chị được Tỷ Phú là Trịnh Huy mời rằng là hôm nay chị lên chia sẻ thành công của mình trên chuỗi live stream của em. Chị cảm thấy mình cực kỳ là may mắn và hạnh phúc, cho nên là chị muốn gửi lời cảm ơn chân thành của chị tới Tỷ Phú là Trịnh Huy, vì là Huy không chỉ là người đã từng chia sẻ, giúp đỡ và đào tạo chị để chị có thể thay đổi được cái tâm thức của mình, để cho cái cuộc sống của chị, gia đình chị càng ngày càng thành công hơn, càng ngày càng khỏe mạnh, trẻ trung, xinh đẹp và càng ngày càng hạnh phúc hơn. Mà hôm nay Huy còn cho chị một cái cơ hội lên đây để chia sẻ cái thành công của mình và những bài học thành công của chị cùng tất cả mọi người để có thể truyền cảm hứng đến tất cả mọi người, và mong rằng nó có thể là một cái từ khóa nào đó để có thể giúp cho ai đó trong tất cả chúng ta đây, những người đang cực kỳ là khát khao, cực kỳ là mong muốn tìm kiếm một con đường thành công để họ có thể có được một cái từ khóa phù hợp với chính mình để họ có thể đạt được những gì mà mình mong muốn. Cho nên chị cảm thấy mình cực kỳ là may mắn. Xin được một lần nữa gửi lời chân thành cảm ơn tới Tỷ Phú Lan Trịnh Huy cùng tất cả mọi người đang xem cái live stream ngày hôm nay nhé. Rồi, cảm ơn chị Thắng rất nhiều. Vậy thì chị xin được để bắt đầu cái câu chuyện của mình thì chị một đôi chút về về cái cuộc sống của chị trước đây, cách đây hơn một năm và bây giờ nó như thế nào, để cho mọi người có thể là đồng cảm với cái cuộc sống, có thể là ở một góc độ nào đó có thể là đồng cảm với cuộc sống của một người đó. Và nếu như Đậu Thắng đã làm được ở cái hoàn cảnh đó, Đậu Thắng đã làm được thì tất cả chúng ta đều có thể làm được anh ấy nhé. Thì mình tên là Đậu Thị Thắng, mình sinh ra và lớn lên ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Cả cái nơi mà mình sinh ra và lớn lên á thì là một cái xã thuộc gọi là được chính phủ là công nhận là xã nghèo từ năm 2004 cho đến bây giờ vẫn chưa thoát nghèo mọi người nhé. Tức là mình sinh ra và lớn lên trong một cái xã được chính phủ công nhận là rất là nghèo, và thứ hai là mình sinh ra trong một gia đình là mẹ mình làm công nhân, còn bố mình là bộ đội.
Và rất là may mắn là mình cũng giống như em Nguyễn Yến và rất là nhiều bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức trong câu lạc bộ Trọng Tài Hóa Vàng, là những người được sinh ra trong gia đình không được giàu có. Và mặc dù như thế, nhưng mà bên trong mình từ lúc nhỏ thì mình luôn luôn mong muốn mình là một người giàu có một cách khỏe mạnh, giàu có một cách hạnh phúc. Đó là cái niềm tin mà là cái niềm khao khát từ rất ở bên trong bản thân mình rồi. Đó mọi người nhé. Thế thì cái câu chuyện nó bắt đầu từ 2019, cuối 2018 và 2019. Thì cái thời điểm đó thì về mặt tài chính là mình không cái về mặt tài chính của mình và gia đình mình á, nó không có khỏe thế nào hết, thật sự là nó không thoải mái đó. Thứ hai là về sức khỏe, bởi vì cái mặt tài chính của mình nó không có khỏe thế nào hết, cho nên mình thường thường xuyên đó, mình thường suy nghĩ thường xuyên mà làm cho cái cơ thể mình nó không khỏe, cái cơ thể cảm thấy khi nào cũng không có năng lượng gì hết đó, và thấy không khỏe một chút nào. Và một điều thứ ba nữa, trong thời điểm cuối năm 2018 và đầu 2019 thì cái mối quan hệ không phải trong gia đình cá nhân mình, mà mối quan hệ của mình với một số bạn bè và mối quan hệ của mình với một số anh em tự nhiên nó không được tốt đẹp như mình mong muốn. Có những cái điều mà mình cảm thấy nhận ra là tại sao là mình lại bị rơi vào cái tình huống này. Có ba điều mà mình không được thoải mái trong thời kỳ đó, đó là tài chính, thứ hai là dẫn theo kéo theo là sức khỏe, và thứ ba là về mối quan hệ nhất là về về tài chính và cái mối quan hệ nó làm ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình trong những thời điểm đó rất là nhiều và mình trong cái tâm trí của mình và trong cái suy nghĩ của mình luôn luôn là trực sẵn ở trong cái tâm trí của mình, là luôn luôn có hai câu hỏi: tại sao và làm thế nào đây đó, tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, tôi đã làm cái gì thế mà để tôi phải rơi vào hoàn cảnh như thế này, và làm thế nào để tôi có thể thoát ra được cái điều này, làm thế nào đây. Thế thì trong cái thời điểm đó luôn, tỷ phú La Trần Vy có khi đó là chỉ là cái bạn Facebook thôi, chứ mình cũng không biết là không có quen bạn ấy đâu. Thế thì tỷ phú La Trần Vy có chia sẻ mình một cái chuỗi live stream tháng 2 của tỷ phú La Trịnh Huy đấy. Tháng 2 năm 2019 là tỷ phú La Trịnh Huy có live stream, thì tỷ phú La Trần Vy có chia sẻ cho mình một cái chuỗi live stream của tỷ phú La Trịnh Huy và mời mình vào xem. Thì mình có vào xem cái chuỗi live stream đó. Đó, mình có vào xem cái chuỗi live stream đó, nhưng mà nó vào đúng cái lúc mà tỷ phú La Trịnh Huy là chia sẻ về ăn mừng thành công, và rất là nhiều bạn comment thành công và tiền về. Thế thì mình đang rất là không khỏe tài chính đó, mà là nhiều người lại comment thành công như thế thì mình cũng không không nghe hết đâu, mà mình ao ra mình hỏi Vi rằng là Vi ơi, thế thì chị thì rất là khát khao giàu có và thành công và khỏe mạnh và gia đình hạnh phúc, mà tại sao cái đội nhóm của em làm gì thế, em mời chị vào đó, đội nhóm của em đang làm gì thế, Trịnh Huy đang làm cái gì thế, mà chị thấy là nhiều người về tiền mà họ rất là vui vẻ thế, họ rất là nhìn rất là năng lượng và rất là tích cực. Trời ơi, một cái chuỗi live stream mà chị thấy là rất là thích. Thế thì Vi có nói Vi có hỏi với mình là chị Đăng ơi, nếu như mà khi mà chị mong muốn một điều gì đó thì chị thường làm gì, thì mình có trả lời với Vi rằng là chị thường là đặt mục tiêu và thực hiện nó thôi. Và sau đó là Vi có chia sẻ với mình là ba cuốn sách mà như tỷ phú La Trịnh Huy anh chia sẻ, và Vi có nói thêm nữa là chị hãy nhớ là chị đã hãy đọc cuốn sách Người giàu có nhất thành Babylon, cuốn sách đó sẽ giúp chị quản trị được dòng tiền. Sức mạnh tiềm thức thì giúp chị có cái công cụ để hút nguồn lực để chị có thể đạt được tất cả những gì mà chị mong muốn. Và thứ ba là bí mật tư duy triệu phú, thì chị ở đó người ta sẽ phân biệt cho chị được cái người giàu và người nghèo, nó suy nghĩ khác nhau lắm chị ơi, và chị chỉ cần là có suy nghĩ của người giàu thì chị sẽ có cuộc sống trở nên giàu có thành công, và dùng sức mạnh tiềm thức thì chị có thể đạt được tất cả những điều mà chị mong muốn. Thế thì
Trước nay thì mình là một người thiên về, mình là một giáo viên mọi người nhé, mình là một giáo viên và mình rất là thiên về khoa học. Thế thì cái đầu tiên mà Vi đưa cho mình không phải là nói là vào học livestream liền đâu, mà Vi lại nói với mình rằng là chị hãy đọc bao cuốn sách trước. Thì bản thân mình thì nghĩ rằng là nếu mà nói về sách đó là cơ sở khoa học đó, là mình đọc ngay. Cái thứ đó là mình nghĩ đấy, và Vi còn nói là chị nhớ coi livestream và ghi tên câu thực trực nhé, thì mình đã làm đúng như Vi. Thế thì mình đã thử đặt mục tiêu, thì trong cái tháng đầu tiên mình đã thử đặt thu nhập của gia đình mình là 20 triệu cả hai vợ chồng. Thì lúc đó là mình đặt mục tiêu là lên là 40 triệu, và khi đó thì có một phần nào đó là mình chưa ứng dụng trong cái cách chia sẻ của chị Huy, nhưng mà Huy nói là đọc sách và ứng dụng như thế này này, nhưng mà lúc đó là mình chưa có tin tưởng vào sự thôi miên đâu. Đây là hôm nay mình cũng chia sẻ, lúc đó là mình chưa làm bản thôi miên, mà mình chỉ là gì, là ứng dụng thử xem thôi. Thì mình đặt mục tiêu là gấp đôi, bởi vì Huy có chia sẻ là tốt nhất là bạn cứ đặt gấp đôi đi. Vậy thì chị và gia đình là 20 triệu, bây giờ là gấp đôi là 40 triệu. Thì cái tháng đầu tiên chị đặt như vậy thì tiền nó về tới 37 triệu. Ôi chị ngạc nhiên đó, chị cực kỳ là ngạc nhiên. Wow, yes, cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Và mặc dù là nó chưa đạt được con số 40, nhưng mà con số 37 cũng là con số vượt xa cái con số 20 triệu của chị, thì chị cảm thấy là vô cùng là ngạc nhiên luôn. Và sang tháng thứ hai chị thử đặt lại, chị đặt lại là thôi bây giờ mình đừng có đặt cao nữa, mình đặt 50 triệu đi đấy, mình đặt 50 triệu để xem thế nào. Thì cái tháng thứ hai của chị là nó về tới 53 triệu. Ồ, lúc đó là chị quá là choáng váng luôn. Mình cảm thấy là choáng váng luôn, và hai tháng mình ứng dụng liên tục. Và cũng xin chia sẻ thật là mình đọc sách và xem livestream của tỷ phú Trịnh Huy thôi, lúc đó là mình chưa nghiêm túc để ghi bản thôi miên đâu, mà mình đã cảm nhận rằng là mình đã cảm thấy là hai tháng này là mình, một tháng mình đặt 40 triệu mà về 37 triệu, tháng thứ hai mình đặt là 50 triệu mà về 53 triệu. Thì tại thời điểm mà mình đạt được hai tháng đó, nó giống như bị sốc. Thực sự là những cái thành quả đó của mình chưa bao giờ có cả. Nó giống như rơi vào trạng thái mà tỷ phú Lan Trình ấy có chia sẻ, đó là bị sốc tích cực đó. Mình nhận ra một cái điều như thế này mọi người nhé, mình nhận ra là hình như trước đây á có cái điều gì đó trong suy nghĩ của mình nó chưa đúng thì phải, nó chưa đúng ở trong cái suy nghĩ và trong cái niềm tin trước đây của mình nó chưa đúng. Trước đây thì mình có một niềm tin là làm giàu là gì ạ, làm giàu là do con năng khiếu thôi, thôi thì mình số mình như thế này thôi. Và thứ hai là mình có niềm tin là sức khỏe á, muốn khỏe mạnh thì do cơ địa của họ thôi, chắc là sinh ra họ có cái cơ địa khỏe mạnh cho nên họ khỏe mạnh rồi, chắc là họ trước đây họ kiếp trước họ làm cái điều gì đó cho nên hôm nay họ sinh ra họ được hạnh phúc, bởi vì mình có những cái niềm tin bị gieo từ trước rồi, nên mình cứ nghĩ như thế đó. Nhưng mà khi mình hai tháng đầu tiên mình ứng dụng như vậy thì mình cảm thấy là có một cái điều gì đó mình đã không đúng trong cái niềm tin trước đây và trong cái suy nghĩ trước đây của mình, hình như nó không đúng rồi. Và mình nhận ra một điều rằng là hình như cái bên trong mình á, mình có một cái nội lực nào đó nó lạ lắm, nó phi thường lắm, nó mạnh mẽ lắm. Tại sao mình không làm gì hết, mình không phải bỏ tiền gì cả, mình không phải bỏ thêm tiền gì nhá, và mình không phải làm một cái điều gì khác, mà mình chỉ dùng cái nội lực mình và mình chỉ đọc sách để tăng tư duy thôi, mà mình vẫn có thể đạt được chính xác những cái mục tiêu tăng thu nhập của mình như thế. Và mình đã cực kỳ là kích thích, mọi người mình phải dùng cái từ này đấy, mình cực kỳ là tò mò và cực kỳ là kích thích luôn. Nó có cái điều gì đó bí ẩn bên trong chính con người mình, và mình càng tìm hiểu, mình càng nghiên cứu, mình càng đọc nhiều sách sức khỏe tiềm thức hơn, thì mình càng ứng dụng một cách lão luyện hơn đó. Thì kết quả của mình càng ngày càng tăng, cái thu nhập của mình là từ gì, 40 triệu, 50 triệu, rồi 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, lên 500 triệu đó. Càng ứng dụng càng lão luyện thì cái thu nhập của mình càng ngày càng gia tăng đó. Bởi vì sao, bởi vì sao mọi người ạ, khi mà mình đang trong cái trạng thái nó không thoải mái, mình liên tục đặt một câu hỏi là tại sao và làm thế nào đây. Và nếu mình chỉ cần ai đó chỉ cho mình một con đường thì mình sẽ làm ngay. Vậy là Vi có chia sẻ với mình là chị ơi,
Chị cứ làm như thế nhé. À, chị cứ làm đúng đọc sách như vậy và kèm chim như thế thì chị sẽ đạt được chính xác con đường đó, thì mình cảm thấy nó như là một cái phao cứu sinh cho mình á. À, cho nên hôm nay mình lát nữa mình sẽ nói, nhưng mà thực sự là mình rất là biết ơn tỷ phú Đoàn Trịnh Huy và tỷ số phú Đoàn Trần Vy. À, như cái mối kết giao từ tiềm thức mà mình đã biết đến hai con người này. À, và mình đã có thể chuyển đổi được cái tâm thức mình, và từ đó thì thành công thì nối tiếp thành công, và thành công thì liên tiếp thành công, thì thu nhập của mình cứ tăng dần và vào chúng ta biết rồi, chúng ta đọc sách bí mật tư duy triệu phú rồi, và chúng ta cũng được tỷ phú Ra Trịnh chia sẻ rồi, thì người giàu là gì? Người giàu là người tập trung vào tổng tài sản, đúng không ạ? Cho nên là kể từ khi mình bước chân vào câu lạc bộ Trạo Tài Hoa Vàng, mình hiểu ra được, mình đọc sách nữa thì mình hiểu ra được là tài sản là gì và tiêu sản là gì, mình thật sự là mở rộng tầm mắt đó, và mình đã liên tục gia tăng tài sản đó, tài sản càng ngày càng gia tăng đó, đó là cái thành công về mặt tài chính của mình, và thu nhập của mình thì 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu đó, nó cứ 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 thường xuyên là gia tăng thường xuyên luôn. Và một cái tư duy đúng nữa đó là khi mình nghe thì Vũ La Trịnh Huy nói á, thì mình thấy cái câu này khi mới nghe thì mình có vẻ thấy nó nghe thì mình hiểu thôi, nhưng mà mình nó chưa, giống như nó chưa thấm nhuần vào trong tiềm thức của mình mới đầu á. Nhưng bây giờ thì cái tư duy này đúng nha. À, khi bạn ứng dụng trong hệ tiềm thức thì thành công thì nối tiếp thành công thì liên tiếp thành công. Và cái câu thứ hai á, đó là bạn cũng nên ghi nhớ, tức là khi mà bạn ứng dụng trong hệ tiềm thức trở nên một cách lão luyện rồi, bạn tăng tư duy rồi, thì cái câu này là câu cực kỳ chuẩn nhé, là không có gì dễ dàng nhất trên đời này bằng việc kiếm tiền bằng tiềm thức đó, không có cái việc gì dễ dàng nhất trên cái cuộc đời này bằng cái việc là kiếm tiền bằng tiềm thức đó. Tài sản thì liên tục gia tăng, thu nhập thì tăng lên theo từng tháng luôn, và có một điều rất là hay là khi mình ứng dụng những cái cách thức, cái thói quen của người thành công thì tiền bạc của mình là luôn luôn dư dả và đủ đầy. Giống như tiến sĩ Joseph Murphy có nói á, thì tiền bạc xoay vần trong cuộc sống của bạn như dòng chảy của huyết mạch, nó lên xuống như thủy triều. Đúng như vậy. Ví dụ như trong ví của mình ngày hôm nay mà hết tiền thì ngay ngay lập tức là có tiền chuyển vào liền. Đó, nó lên xuống như dòng thủy triều. Cái tư duy này là tư duy chuẩn mọi người nhé. Đó, cho nên là đó là thành công thứ nhất của mình về mặt tài chính. Cái thành công thứ hai của mình khi ứng dụng sức mạnh tự thức, đó là về mặt sức khỏe. Thì từ đầu 2019 đến đến tháng 8 năm 2019, thì trước đó là mình có làm công việc của mình là giáo viên. Giáo viên mình phải đi dạy cả ngày và phải soạn soạn giáo án nữa. Nhưng mà một cái điều mà mình nhận ra khi mà mình được gặp trực tiếp tỷ phú La Trịnh Huy và được Huy chia sẻ, thì Huy có nói là gì? Mọi cái kết quả, mọi cái hoàn cảnh xảy ra trong cuộc đời của bạn là nó đến bởi tâm thức bạn và đến bởi tư duy của bạn. Nếu như bạn muốn thay đổi hoàn cảnh và thay đổi kết quả thì bạn chỉ việc thay đổi cái tư duy, đúng không ạ? Và cái chính cái điều đó đã thôi thúc mình rất là mạnh mẽ. Thời kỳ đầu mình dạy cả ngày, mình làm việc cả đêm, nhưng mà mình vẫn như thế nào ạ? Mình vẫn đọc sách một cách điên cuồng và mình vẫn coi livestream của tỷ phú là Trịnh Huy, thì sức khỏe của mình ngày hôm sau vẫn rất là khỏe. Đó, mình cũng không hiểu sao á, khi các bạn ứng dụng bài tiềm thức thì cái nguồn năng lượng bên trong á nó cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì thế giới bên trong là tạo ra thế giới bên ngoài. Mình rất là cực kỳ khỏe mạnh luôn, và thậm chí là cứ vui vẻ. Bởi vì khi gặp Huy thì Huy nói với mình như thế này: em tặng chị một câu nhé, vui vẻ thì mới có tiền chị ạ. Đấy, Huy nói như vậy, em tặng chị một câu đó là vui vẻ thì mới có tiền, cho nên mình thấy đúng luôn. Tư duy đúng mọi người nhé, cứ vui vẻ đi thì tiền nó sẽ về rất là nhiều. Mà vui vẻ thì bạn năng lượng, bạn lại cứ thấy mình trẻ trung và khỏe mạnh đó, và vui vẻ thì khi bạn tạo ra sự vui vẻ thì người khác nhìn bạn và tiếp xúc với bạn thấy bạn cực kỳ là năng lượng,
thì mối quan hệ của bạn đối với họ đó nó cũng gây những cái thiện cảm rất là tốt luôn. Và do đó cái mối quan hệ của bạn đối với những người xung quanh, với những người trong nhà, dù họ không tích cực, nhưng mà khi nào bạn cũng nói là xin chào một ngày tuyệt vời nhé, chúc bạn một ngày, chúc chồng một ngày làm việc tuyệt vời nhé, hoặc là chúc con đi học một ngày là thành công, nhiều thành công và nhiều thành quả nhé, thì tự nhiên cái mối quan hệ trong gia đình nó rất là tốt luôn đó mọi người nhé. Đó là cái thành công về sức khỏe. Vậy thì gần đây á, thì mình có một cái khát khao, mình có một cái khát khao rất là lớn, đó là mình muốn cái cân nặng của mình là gì, phải đạt chuẩn 45 cân cơ. Thực ra thì cái chiều cao của mình là 1m50 mọi người nhé. Và mình rất là muốn 1m50, nhưng mà mình muốn cơ thể mình là ở cái cân nặng là 45 cân mọi người ạ. Bình thường thì cái con người của mình này là mình ăn rất là nhiều, mình ăn rất là nhiều, nhưng mà tại sao nó cứ không 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 đạt được 45 cân như mình mong muốn. Mình ngồi ăn với nhiều bạn trong đội nhóm á, thì bạn đã là ôi chị Thắng ăn nhiều mà tại sao chị Thắng không bị mập lên nhỉ. Đó, mình cũng không hiểu tại sao mà mình thì rất là muốn 45 cân, nhưng mà nó không có, không chưa có đạt được, nó cứ nằm ở tầm 43 cân hoặc là 42 cân. Và giả sử nếu như mình ăn một lượng rất là nhiều, ví dụ như ngày Tết mình đi chơi nhiều và mình ăn nhiều thì nó lên được 45 cân, thì sau đó hết Tết cái là nó lại tụt xuống đấy, nó không 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 giữ được, như giữ được mãi cái số cân nặng đó. Đó là cái mong muốn thứ nhất của mình, mình rất là khát khao. Bởi vì đó là cái số cân nặng mà mình cảm thấy cơ thể mình rất là thích. Thứ hai đó là mình muốn có một làn da đẹp. Nếu như những ai mà tiếp xúc với mình á thì bạn sẽ thấy là mình rất là trẻ. Mình năm nay là và mình 40 tuổi mọi người nhé. Nhưng mà mọi người luôn nói là chị Thắng ơi sao em thấy chị trẻ đấy. Bởi vì chị có niềm tin bên trong là chị trẻ rồi. Nhưng mà có một cái điều mà mọi người cũng chắc chắn trước đây, thì mọi người cũng thừa nhận là làn da mình nó chưa được đẹp. Đó, làn da mình nó chưa được đẹp, chưa được mịn màng và chưa được trắng trẻo. Thế thì cứ gần đến cái khao khát đó của mình nói mình nhiều tiền rồi, mình cũng có tài sản rồi, mình càng ngày càng thành công. Nhưng mà có hai cái điều này mình rất là mong muốn. Đó, thế thì có một lần là mình nghe tỷ phú La Nguyễn Diễm có chia sẻ là tỷ phú La Trịnh Huy có thể là có cách để giảm cân. Còn bản thân Diễm á, Diễm thì Diễm có thể có một cái bí kíp mà Diễm có thể là trong một tháng là Diễm có thể tăng lên được 3 cân rồi. Diễm đã tăng được 3 cân rồi. Và bản chất da của Diễm là nó không phải là da trắng, đúng không ạ? Diễm cũng có ứng dụng sức mạnh thần thức. Và Diễm muốn được một cái làn da trắng mịn và làn da đẹp, rồi mái tóc cũng đẹp nữa. Tự nhiên mình cảm thấy là ui hay quá, tại sao Diễm có cách rồi, ở trong câu lạc bộ mà Diễm đã có cách rồi. Và sau đó mình có hỏi Diễm để chia sẻ, thì tỷ phú La Nguyễn Diễm đã chia sẻ cho mình cái cách làm sao để tăng cân. Bởi vì tỷ phú La Trịnh Huy thì giảm cân, nhưng mà cái nhu cầu đó của mình là không 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 có nhu cầu giảm cân, mà mình có nhu cầu tăng cân. Thế thì tỷ phú La Nguyễn Diễm có chia sẻ với các cái bạn ở trong câu lạc bộ Chặt Tay Hoa Vàng luôn. Thì mình và bạn ấy có chia sẻ với những người học cùng với câu lạc bộ Chặt Tay Hoa Vàng đó, là trong cái chiến dịch là 21 ngày chinh phục mục tiêu. Thế thì ngày mùng 7 tháng 10 thì tỷ phú đô la Nguyễn Diễm bắt đầu ngày 7 tháng 10 là đến ngày 10/27 là kết thúc mọi người ạ. Thế thì mình có đặt mục tiêu về tài chính, và mình có đặt mục tiêu luôn cả về cân nặng và làn da luôn. Và mình ứng dụng cái bí kíp mà tỷ phú La Nguyễn Diễm chia sẻ đó, tức là mình đã ứng dụng. Thì riêng về cân nặng thì đến ngày 17 mà mình đã đạt được luôn. Mình từ 43 cân là mình cứ khoảng là một tuần là mình lại chạy nhảy lên cân để mình kiểm tra xem cái cân nặng của mình như thế nào. Thế thì đến ngày thứ 17 là mình đạt được 45 cân luôn. Mình thấy là quá là vi diệu luôn, sao mà nhanh thế. Và thứ hai là cái mục tiêu về tài chính của mình thì đến ngày 20, 21 ngày chinh phục mục tiêu mà, thì đến ngày số 20 thì mình đạt được cái thành công đó luôn. Đó là mục tiêu về tài chính. Còn làn da mình thì các bạn ở trong đội nhóm của mình là hay tiếp xúc với mình. Sau một tuần là mình cứ đi cà phê chia sẻ cái công thức này cho nhiều bạn ấy, và các bạn ấy đấy sau một tuần cứ gặp mình là ôi hôm nay chị Thắng sao da chị Thắng khác thế.
chị đang gấp thế? Chị dùng bí kíp gì đấy? Và mình có chia sẻ cho tất cả mọi người. Một điều mà mình nhận ra rằng là gì? Không phải là mình ăn nhiều là mình sẽ mập lên được đâu. Và mình cũng hiểu là ăn nhiều mà mập lên thì cũng chưa đúng. Bởi vì khi mình ăn nhiều nhưng mà nó không đủ chất á, không đủ dưỡng chất á, thì nó vẫn không thể giúp bạn mập lên được. Đó, mọi người nhé. Và cái quan trọng nhất của chúng ta đó là gì ạ? Đó là bí kíp của thành công. Đó là gì? Dinh dưỡng là cốt lõi của thành công. Bởi vì sao? Khi bạn dinh dưỡng đúng thì cơ thể bạn sẽ khỏe mạnh. Khi bạn có cái dinh dưỡng đúng thì cái gì ạ? Cái làn da mái tóc của bạn sẽ đẹp. Đúng ạ? Khi bạn có dinh dưỡng đúng thì cơ thể khỏe mạnh, cơ thể trẻ trung khỏe mạnh thì tâm trí của bạn cũng minh mẫn và sáng suốt. Và khi tâm trí của bạn minh mẫn sáng suốt thì sao ạ? Thì những mục tiêu mà bạn đặt ra thì nó dễ dàng đạt được hơn. Cho nên là bí kíp của thành công đó chính là dinh dưỡng là cốt lõi của thành công. Mọi người nhé. Đó, đó là mình nhận ra được một cái điều rất là quan trọng. Và từ đó rồi đi mình chia sẻ luôn cho những người trong người thân trong gia đình mình luôn. Những người thân trong gia đình mình, từ mẹ mình này, rồi gì, chị mình này, rồi con mình này, là mình chia sẻ để ứng dụng vào tất cả mọi người và những bạn trong câu lạc bộ của mình luôn, trong đội nhóm của mình luôn, thì tất cả mọi người đều cảm thấy là rất là phấn khích cái bí kíp này. Và mình hôm nay trên livestream này thì cũng xin được cảm ơn tỷ phú Lan Nguyễn Diễm đã chia sẻ cái bí kíp đó cho chị và cả đội nhóm của chị nhé. Đó là thành công thứ hai của mình. Và cái thành công thứ ba của mình đó là về mối quan hệ hòa hợp, về cái hạnh phúc gia đình. Thế thì nhiều người bạn mà trực tiếp sống với mình và được tiếp xúc với mình và gia đình mình thì luôn đặt một câu hỏi là: chị Thắng may mắn quá, tại sao chị được chồng ủng hộ thế, tại sao chị lại được chồng lại làm giúp, con chị thì cũng vậy, sao nó giỏi thế, nó quản lý tiền giúp chị luôn, nó lại cũng học giỏi nữa, chị làm thế nào mà chị may mắn thế. Thì tất cả nó đến đều đến bởi tư duy và gì ạ, và ứng dụng sức mạnh tức thôi. Đó, nó đến bởi tư duy và ứng dụng sức mạnh tiềm thức thôi. Và nếu như bạn là bậc thầy về sức mạnh tiềm thức và bạn tăng tư duy thường xuyên, và bạn có một cái niềm tin và một cái mong muốn giàu có trong khỏe mạnh, giàu có trong hạnh phúc, thì bên trong bạn như thế nào, cái niềm tin bên trong của bạn như thế nào thì bên ngoài bạn sẽ có được điều đó thôi. Đó là về mối quan hệ hòa hợp. Từ đó thì đi thì con cái và gia đình đều rất là hòa hợp. Mặc dù mình nhắc lại mọi người nhé, mặc dù là mình đang ở một cái xã nghèo, và như tỷ phú Loan Trịnh Huy có chia sẻ từ đầu livestream, thế giới chung quanh chúng ta người nghèo là chiếm tới 95% cơ. Nhưng cái điều đó nó không quan trọng, nó không quan trọng, bởi vì kho báu nó nằm chính bên trong bạn. Đó là điều thứ nhất mình muốn nhắn nhủ tới tất cả mọi người. Vậy thì để đạt được những cái thành công rồi thành công đó thì mình có những cái bí kíp gì, cái bài học thành công mà mình đã rút ra được sau hơn một năm ứng dụng sức mạnh tiềm thức là cái gì đây, thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Và mong rằng những cái từ khóa này mọi người nên lưu tâm, thực sự là cực kỳ là lưu tâm, bởi vì mình đã thành công bởi chính những cái từ khóa này đó. Vậy thì cái bài học đầu tiên mà mình nhận ra nó cực kỳ quan trọng. Nếu như bạn là một người cực kỳ khát khao thành công và giàu có, nếu như bạn luôn tin rằng cuộc sống của mình phải là thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn, thì cái từ khóa đầu tiên theo mình nghĩ và theo mình ứng dụng, đúc rút ra hơn một năm ứng dụng, đó chính là từ khóa bí kíp cũng được mà gọi là tư duy cũng được, đó là tư duy đầu tiên mà mình thấy cực kỳ là quan trọng, đó là hãy học từng người thành công để thành công luôn. Đó, hãy học từng người thành công để thành công luôn. Bạn phải biết được là người thành công, người giàu, người ta suy nghĩ gì, người ta suy nghĩ cái gì đấy mà họ có được những kết quả là vừa giàu vừa khỏe vừa hạnh phúc. Người ta đối xử với đồng tiền như thế nào,
Người ta quan tâm tới lĩnh vực gì? À, người ta quan tâm tới lĩnh vực gì? Họ suy nghĩ gì về sức khỏe? Họ suy nghĩ gì? Họ có cái suy nghĩ gì về cơ thể của mình? Họ ăn uống như thế nào? Và họ có những cái thói quen gì? Họ có những cái thói quen gì? Họ có những cái kỷ luật như thế nào? Cái thói quen kỷ luật như thế nào? Thì chúng ta phải tìm hiểu. Sự thật là chúng ta phải tìm hiểu. Bởi vì như mình nói từ đầu rồi, hình như những cái niềm tin, những cái thói quen và những cái suy nghĩ trước đây của mình nó không có đúng thì phải, cho nên nó mới ra những cái kết quả đó. Còn bây giờ khi mà mình đã thay đổi thì mình có kết quả khác rồi. Cho nên cái tư duy đầu tiên mà mình muốn chia sẻ là hãy học từ người thành công để thành công luôn. Câu này có thể là có hàng triệu người trên thế giới nghe, có hàng triệu, à hàng tỷ người trên thế giới nghe, có hàng triệu và hàng tỷ người trên thế giới hiểu nghĩa của từ này, nhưng mấy ai ứng dụng theo đó? Quan trọng nhất là ứng dụng theo mọi người nghe đó. Ví dụ như là ta lấy một ví dụ rất đơn giản đi, để có làn da mái tóc xinh, trẻ đẹp, làn da mái tóc đẹp thì tỷ phú là Trịnh Huy là người thành công rồi. Tỷ phú là Trịnh Huy thường uống cái collagen gì đó, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta học người thành công để thành công luôn. Vậy cũng nếu bạn muốn làn da đẹp và mái tóc đẹp thì chúng ta cũng uống như thế thôi. Nó nhanh mà. Tại sao lại như vậy? Đó. Tại sao lại như vậy? Tại vì bạn có biết không ạ? Mình sau thật sự là đến bây giờ khi mình ứng dụng xong á thì mình mới nhận ra một cái điều rất là quan trọng. Đó là tỷ phú đô la Trịnh Huy ứng dụng những cái công con đường thành công này này nó cũng tương đối là lâu rồi, 3 năm, hơn 3 năm rồi. Vậy thì có những cái là người đi trước, mà là người đi trước thì có những cái ra được kết quả. Bây giờ sau khi nhìn lại bạn ấy đã đúc rút ra cái cách nhanh nhất cho chúng ta, đúng không ạ? Thì bạn ấy chia sẻ, bởi vì sau khi bạn ấy ứng dụng xong thì bạn ấy sẽ phân tích và tổng hợp lại được là như thế nào là tốt nhất để khi mình chia sẻ cho mọi người là tốt nhất. Vậy thì chúng ta chỉ học theo cách đó cho nhanh, giống như là chúng ta đi lên núi thì chúng ta phải học cái người đã lên núi thành công rồi, bởi vì họ sẽ biết được cái con đường nào là nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất cho chúng ta, đúng không ạ? Có những cái kinh nghiệm trong cuốn sách này chẳng hạn, có những kinh nghiệm mà có của người ta ứng dụng 30 đến 40 năm, nhưng mà bạn chỉ cần đọc trong vòng một ngày hoặc là cùng lắm là trong vòng một tuần, bạn đã có kinh nghiệm thành công của họ tới 3 đến 40 năm rồi. Như vậy bạn sẽ đi nhanh hơn, bạn sẽ đi nhanh hơn. Và như Trịnh Huy có chia sẻ, đó là sóng sau xô sóng trước, đúng không ạ? Tức là bạn sẽ càng nhanh thành công hơn đó. Mình còn nhớ năm 2019, cái tháng 9 năm 2019 khi mình ứng dụng trong mẹ tổ thức và được đi sang Singapore học tập cùng với các thành viên trong câu lạc bộ Trạm Tài Hoa Vàng, thì trong một cái buổi nói chuyện với Huy ở trên cái khi đi ăn cùng Huy ở trên trên cái trung tâm là Chinatown á, thì mình có hỏi Huy rằng là cái thời đó mình cũng chưa có nhiều thành công đâu, mình có nói với Huy là chị nghĩ như thế này này, chị như thế này như thế kia, chị ngồi chị nghĩ thế này này. Thế thì Huy chỉ nói với mình một câu thôi như thế này là theo em á thì thay vì chị nghĩ á thì chị hãy lấy sách ra đọc đi. Nếu mà chị nghĩ như vậy thì nó bởi vì lúc đó là cái tư duy của mình nó chưa phải là tự là có kết quả lớn mà, thì nếu mà chị nghĩ như vậy thì thứ nhất là nó không tích cực và thứ hai là nó làm cho chị tụt năng lượng đi, và nó cũng chẳng ra kết quả như chị mong muốn. Và thay như vậy thì chị hãy lấy sách ra chị đọc đi. Sách ra chị đọc, chị vừa tăng tư duy này, chị vừa là gì, tạo ra được kết quả, và chị vừa là gì, vừa là gì, có năng lượng. Chị có năng lượng bởi vì chị học cái tư duy của người thành công thì chị sẽ có năng lượng của họ và do đó chị sẽ có kết quả của họ. Thì đó cũng chính là một tư duy là học từ người thành công luôn đi để thành công. Còn nếu như bạn dùng cái suy nghĩ của bạn thì nó vẫn chỉ ra kết quả đó thôi. Bạn cứ nói là tôi nghĩ như thế này, nhưng mà chính vì cái suy nghĩ đó của bạn thì nó mới ra kết quả đó. Cho nên là tốt nhất là chúng ta không nghĩ nữa. Và thay vì thế chúng ta hãy đọc sách và xem livestream để học người thành công để thành công gì ạ?
thành công luôn. Và cái bí kíp số 2 đó là chúng ta phải bí kíp số nhất đó là học người thành công để thành công luôn. Và trong cái phần này thì mình cũng muốn chia sẻ thêm, đó là nếu bạn nói rằng là bạn chăm chỉ, bạn nỗ lực, bạn cố gắng rất là nhiều, nhưng mà tại sao bạn vẫn không thành công? Là bởi vì đơn giản là bạn như thế nào bạn chưa đi đúng công thức. Đơn giản vậy thôi, bởi vì bạn chưa đi đúng công thức thôi. Chỉ cần bạn đi đúng công thức và học từ người thành công để thành công thường là một cái công thức nhanh, mà trong đội thì mình có hay chia sẻ với các đội đó là nhanh gọn lẹ đó, trúng đúng luôn, nhanh gọn lẹ và trúng đúng luôn đó, rất là nhanh luôn đấy đó. Đó là cái bí kíp thứ nhất mà mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Bí kíp số 2 là bạn hãy ra quyết định trở thành chuyên gia về ứng dụng sức mạnh tiềm thức, hay còn gọi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức xuất sắc và lão luyện luôn này đó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong cuộc sống có rất là nhiều người họ rất là giàu nhưng họ không có hạnh phúc, cũng có rất là nhiều người họ giàu nhưng mà họ không có khỏe mạnh, cũng có rất là nhiều người họ khỏe mạnh nhưng họ lại không giàu và hạnh phúc. Bởi vì bên trong của họ, tất cả là do cái bên trong của họ, cái niềm tin bên trong của họ, do cái tâm thức của họ, nó lựa chọn một trong hai hoặc là một trong ba thôi đó. Nhưng nếu như bạn là một bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức, bạn có quyền chọn cả hai cả ba luôn đó. Bạn có quyền chọn là tôi muốn vừa giàu, giàu nhưng mà tôi giàu vừa trẻ vừa khỏe vừa hạnh phúc cơ đó. Tôi vừa giàu vừa khỏe vừa đẹp vừa hạnh phúc, thì khi bạn ra những quyết định đó thì tiềm thức sẽ kết nối nguồn lực cho bạn đó. Chẳng hạn như bản thân mình này, mình cứ có khát khao là mình muốn vừa giàu vừa khỏe vừa trẻ vừa hạnh phúc cơ. Nếu như mình giàu mà gia đình mình không hạnh phúc thì thôi mình cũng không thích, mà nếu như mình giàu mà mình không trẻ, mình không khỏe thì mình cũng không hạnh phúc. Làm sao mà mình không thích như thế? Chính vì cái bên trong của mình nó giống như thế, nó mới kết nối đến câu lạc bộ chạm tay khóa bạc. Và mình cũng tin rằng là tất cả mọi người hôm nay đang coi livestream này thì chắc là bên trong bạn cũng có những khát khao đó, đúng không ạ? Và chính vì thế, bạn hãy tin vào tiềm thức của bạn, tin vào sự kết nối của tiềm thức của bạn. Mặc dù bây giờ bạn có thể chưa hiểu rõ nhiều về sức mạnh thức, nhưng một điều bạn cần phải nhớ rằng khi bên trong của bạn đã mang trong bên trong của bạn đã có một cái mong mỏi nào đó, thì chắc chắn tiềm thức luôn luôn kết nối bạn đến với những nơi, những điều tốt nhất tại thời điểm bạn ra quyết định. Và việc của bạn là hãy đón nhận cực khôi đi đó, bạn hãy đón nhận cực thôi đó. Đó, ví dụ như mình có khát khao đó, cho nên là khi Vi chia sẻ ấy, mình đón nhận luôn. Mình đón nhận luôn và mình tham gia vào câu lạc bộ chạm tay khóa vàng. Thì có vào học tập thì bạn mới có thể hiểu được. Bạn mới có thể hiểu được. Bạn có tham gia, bạn có trải nghiệm vào thì bạn mới có thể nhận ra được. Đó là cái điều cực kỳ quan trọng mọi người nhé. Cho nên là hãy ra quyết định mình trở thành bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức, là chuyên gia về sức mạnh tiềm thức. Ngoài kia, mình nhắc lại là ngoài kia có rất là nhiều người giàu, mọi người nhé, nhưng giàu theo cách nào đó là lựa chọn của họ. Còn những người trong câu lạc bộ chạm tay hoa vàng là chọn cách giàu nhưng khỏe đẹp và hạnh phúc, cho nên giống nhau thì hút nhau vào đây thôi, đơn giản vậy thôi. Đó là điều mà mình muốn chia sẻ. Cái thứ hai đó là bạn hãy ra quyết định mình là bậc thầy, và muốn như thế bạn hãy đọc kỹ cuốn sách này. Bí kíp thứ nhất là tăng tư duy đi, tăng càng tăng tư duy thì tiền càng nhiều. Học cái người thành công để thành công luôn. Và thứ hai là hãy trở thành chuyên gia về sức mạnh tức, bậc thầy sử dụng sức mạnh tức, kiến thức lão luyện, thì bạn sẽ thấy cái việc tăng thu nhập của nó rất là nhanh, tăng tài sản bằng kiến thức cũng rất là nhanh. Ngoài ngoài kia nhiều người giàu nhưng họ giàu bằng cách khác, họ giàu bằng cách khác, họ giàu mấy chục năm, mấy 10-15 năm rồi 30 năm. Nhưng mà mình thì mình muốn giàu nhanh, cho nên tiềm thức mới kết nối mình biết đến kiến thức là sức mạnh tiềm thức đó, nó lại là như vậy đó. Cho nên là chúng ta không thể so sánh ngoài kia với ở trong này mọi người nhé.
Bởi vì trong này là những người làm giàu bằng cách tăng tư duy và ứng dụng sức mạnh lập tức. Đó, muốn khỏe mạnh bằng cách tăng tư duy và ứng dụng sức mạnh lập tức thì tiềm thức mới hút nguồn lực đến cho bạn. Đó, bí kíp số 3 mà mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Thế thì mình muốn nhắc lại là 2 cái tháng đầu tiên mình có kết quả là mình giống như bị sốc tích cực ạ. Nhưng mà lúc đó là cái tâm trí của mình nó vẫn chưa thống nhất được đâu. Có kết quả là vui rồi, là thích rồi. À, vừa khỏe mạnh này, vừa gì? Vừa là tăng thu nhập và tăng tài sản này. Nhưng mà khi đó cái tâm trí của mình nó vẫn chưa chưa thống nhất được. Cái niềm tin trong bên trong mình nó chưa lớn được. Nhưng mà khi đến tháng 3, cuối tháng 3 năm 2019 à, là mình vào gặp Huy, sau đó đến tháng 5 năm 2019 mình vào offline câu lạc bộ Tài Hoa Vàng. Thì kể từ đó là dù ai nói gì mình không thể lung lay được. Bởi vì sao ạ? Khi bạn đi offline á thì sao ạ? Thì ở đó có cái môi trường, một trong những lý do mà người ta có nỗ lực, có cố gắng người ta vẫn không thể thành công được là bởi vì cái môi trường của họ không hỗ trợ cho họ. Đó, cho nên là bạn hãy tự hỏi là cái môi trường của mình đang làm việc này, cái môi trường của mình đang sống này, nó có hỗ trợ cho mình trở nên giàu có và thành công không? Khi bạn nói là tôi muốn đi làm giàu, tôi muốn thành công và giàu có, tôi muốn là trở thành triệu phú la, tỷ phú la, họ có ủng hộ bạn không? À, không ủng hộ thì làm sao bạn có thể giàu được? Cho nên là hãy rơi vào môi trường nơi mà người ta có thể ứng dụng sức mạnh tiềm thức giàu nhanh, và nơi mà đi học mà bạn hô là tôi là triệu phú la thì bạn lại thấy họ là không phải cười nhạo bạn, mà họ nói bạn là họ lại nói họ là tôi là tỷ phú la cơ. Đó, môi trường thúc đẩy bạn mà bạn càng thành công thì họ lại càng vui. Đó, họ lại càng thúc đẩy bạn thành công hơn nữa. Đấy, và ở trong cái buổi offline thì chỉ cần bạn đi học thôi, mình không 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 thể kể chi tiết được. Nhưng mà chỉ cần bạn vào đó học thôi thì mọi cái con đường, mọi cái gì ạ? Mọi cái khao khát của bạn, mọi cái suy nghĩ mông lung nó chưa nhất quán của bạn ấy, nó đi thành một con đường rõ nét. Bạn đã hiểu được lý do vì sao, bạn đã hiểu được về sức mạnh lập tức, bạn đã biết, bạn sẽ xác định được rõ con đường đi của mình trong tâm trí, và khi đó ai có nói gì bạn không thể lung lay được đâu. Đó, bởi vì sao ạ? Kiến thức là sức mạnh, kiến thức là sức mạnh mọi người nhé. À, khi bạn có, bạn đã hiểu biết về nó, bạn đã có kiến thức rồi, à, gặp trực tiếp tỷ phú la Trịnh Huy, bạn gặp trực tiếp tỷ phú la Nguyễn Diễm và gặp trực tiếp các bậc thầy ở trong câu lạc bộ, bạn sẽ thấy là họ thành công cỡ nào và họ đã ứng dụng như thế nào, thì khi đó bạn sẽ có con đường và nhất quán với con đường đó nhanh hơn. Đó là chính vì thế mà cứ vài tháng là mình lại vào học câu lạc bộ Trọng Tài Hoa Vàng một lần. À, mọi người nhé. Đó, nhiều người hỏi là chị vào gì làm gì thế, chị vào làm gì mà đi suốt thế, đã biết rồi thì thôi vào làm gì. Không phải là chị vào là để chị hưởng trường năng lượng, ở đó là có môi trường. À, bởi vì chị thích giàu mà, chị thích giàu và vừa giàu vừa đẹp vừa khỏe vừa hạnh phúc mà, thậm chí là mình còn đi với chồng mình còn đi với cả con mình luôn mà. Đấy, để cho cái tâm thức mình thay đổi thì con mình thay đổi, cái môi trường xung quanh của mình dần dần, cái ánh hào quang của mình sẽ giúp được mình thay đổi. Đó, thì đó là cái bí kíp số 3 mà mình đã ứng dụng, thực sự là mình đã ứng dụng như thế đó mọi người nhé. Và thứ tư đó là mình luôn luôn biết ơn, mình thật sự đó là lòng biết ơn, đó là bí kíp thứ tư của mình. Nếu như lúc nãy mình đã nói với mọi người rồi, mình là người cực kỳ may mắn, mình cảm thấy là mình cực kỳ là người may mắn. À, mỗi sớm mai mình cảm thấy là mình cảm ơn không hết luôn, cảm ơn chồng, cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức là cái người đầu tiên đã dẫn lối cho mình, cảm ơn chồng, cảm ơn tỷ phú là Trần Vy, cảm ơn tỷ phú là Trịnh Huy đã luôn luôn giúp đỡ và đào tạo mình, cảm ơn tất cả những người đồng đội trong đội nhóm của Đậu Thắng, ví dụ như tỷ phú la Hoàng Trần này, tỷ phú la Thu Hồng, tỷ phú la Liên Huỳnh, tỷ phú la Đức Lam, tỷ phú la là Minh Nguyệt, rồi tỷ phú la Đỗ Ngạn và các tỷ phú la khác nữa. À, đã tin tưởng mình. Thời kỳ đầu là họ không có tin đâu, bởi vì họ chưa giỏi về sức mạnh tức. À, nhưng sau này là
họ đã tin tưởng và ứng dụng có hiệu quả, cho nên mình rất là cảm ơn, có nhiều điều để phải cảm ơn. Và mình chỉ muốn nói một điều cuối cùng thôi, lòng biết ơn chính là sợi chỉ vàng để bạn có thể kết nối được những mong muốn trong tâm thức của bạn, kết nối tiềm thức của bạn với cái vũ trụ nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất. Và dù nếu nếu như hôm nay bạn có rất là nhiều tiền, nhiều tài sản, nhưng nếu như bạn không có lòng biết ơn, bạn sống không có lòng biết ơn, thì rồi những điều đó nó sẽ vụt khỏi tay bạn mà thôi. Đó, cho nên là lòng biết ơn và tình yêu thương đối với tất cả những người đã luôn giúp đỡ mình. Đó. Làm sao mà mình lại có thể có được những ngày hôm nay? Mình ngồi mình nghĩ lại, mình cảm thấy mình cực kỳ là may mắn luôn. À, và tất cả những người trong đội mình cứ nói là chị xuống thật, còn chị giúp chị kìa, rồi gì chị được tỷ phú là trình huy là hướng dẫn kìa, trực tiếp kìa, rồi gì chồng chị là lúc nào cũng giúp chị, là cũng ủng hộ chị kìa, rồi tất cả mọi người đều ủng hộ chị. Tất cả những điều đó là bởi vì mình luôn luôn có lòng biết ơn mọi người nhé. Mình luôn luôn có lòng biết ơn, chỉ cần bạn ứng dụng, đó là những cái bí kíp mà mình đã ứng dụng để đến ngày hôm nay là mình đã đạt được những thành công nối tiếp thành công. Cách giúp đỡ, cách để mình thể hiện lòng biết ơn lớn nhất đối với tỷ phú La Trịnh Huy, mình luôn nghĩ và luôn nói với đội nhóm rằng cách tốt nhất để cho mình thể hiện lòng biết ơn là mình càng ngày càng khỏe mạnh hơn, càng ngày gia đình mình càng đại gia đình mình càng ngày càng hạnh phúc đi, và càng ngày cái cuộc sống của gia đình mình càng ngày càng giàu có, thành công và hạnh phúc trọn vẹn. Và mình còn giúp được nhiều người khác trong đội nhóm, và nhiều người khác cũng ứng dụng để vừa giàu, vừa trẻ, vừa khỏe và vừa hạnh phúc luôn. Thì đó chính là cách tốt nhất để mình thể hiện lòng biết ơn. Đó, đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ trong cái live stream ngày hôm nay. Thời kỳ đầu, mình nhắc lại thời kỳ đầu, khi cái tâm thức bạn chưa dễ chuyển đổi á, thì bạn phải càng đọc sách nhiều hơn, bạn càng phải coi live stream nhiều hơn, và thậm chí là bạn càng phải đi họp offline nhiều hơn. Có những lúc mà tỷ phú La Trịnh Huy cũng nhắn tin và nói với mình là: chị ơi, ai nói gì mà kệ họ chị nhé. Thật sự bây giờ mình vẫn đang nhớ mà. Chị ơi, ai nói gì mà kệ họ, mình cứ giàu lên trước chị nhé, mình cứ khỏe, mình cứ đẹp, mình cứ hạnh phúc trước chị nhé. Đó, tuyệt đối là đừng có nghe ai hết. Đó, thật sự là mình rất là biết ơn những cái điều mà Huy nói, bởi vì đó chính là con đường chính xác nhất mà ngày hôm nay chị đã ứng dụng. Và nhắc lại là mặc dù chị là một người sinh ra trong một cái làng, một cái xã được công nhận nghèo từ năm 2004 đến bây giờ chưa thoát nghèo. Và chị ở nơi cái vùng ven biển, và chị cũng không phải là sinh ra trong một gia đình giàu có gì cả, nhưng mà hôm nay chị đã đạt được những thành công đó. Và quan trọng nhất là dù những điều gì có xảy ra với chị, với mình, thì mình luôn luôn cảm thấy thanh thản và biết cách đối phó rất là bình thản. Quan trọng nhất là luôn luôn bình thản trước tất cả mọi chuyện xảy đến với cuộc đời mình, và luôn luôn cảm thấy rất là bình an, tĩnh tâm. Bởi vì là gì? Bởi vì mình đã có công thức. Đó, bởi vì mình đã đi đúng công thức. Và cách tốt nhất để cho đi đó là hãy cho tất cả mọi người biết được rằng bên trong chính bạn, bên trong chính họ có một kho báu vô cùng tuyệt vời, một kho báu vô cùng, và bạn chỉ việc khai thác cái kho báu đó thôi. Đó, đừng nhìn ra thế giới bên ngoài, chỉ việc khai thác kho báu đó thôi. Đó, như vậy là cảm ơn tỷ phú La Trịnh Vi một lần nữa đã cho chị cơ hội hôm nay lên chia sẻ những thành công và những cái kiến thức của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ là 10 giờ rồi, nhưng mọi người vẫn nghiêm túc là coi live stream, coi những cái chia sẻ của Đậu Thắng. Và một lần nữa, Đậu Thắng muốn nhắn nhủ rằng Đậu Thắng làm được thì tất cả mọi người ở trên cái đất nước Việt Nam, trên cái thế giới này đều có thể làm được. Không quan trọng bạn ở đâu, không quan trọng bạn ở vùng thành phố hay vùng nông thôn, thời đại 4.0, bạn ở đâu cũng có thể thành công mọi người nhé, cũng có thể khỏe mạnh, hạnh phúc và hạnh giàu có mọi người nhé. Ok rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Ok rồi, rất là cảm ơn tỷ phú chị Đậu Thắng ha. Anh chị em mình có thể gửi lời cảm ơn cho chị Thắng đã
dành cái thời gian của mình đã chia sẻ những cái câu chuyện, những cái bài học chị đã ứng dụng như thế nào để có cái kết quả như hôm nay được không ạ? Rất là tuyệt vời luôn. Rất là cảm ơn chị Thắng và hẹn gặp chị Thắng vào một cái lần gần nhất nha. Ok. Ok, xin cảm ơn tỷ phú Đa Trịnh Minh và chúng ta cũng nên Chào và chị tất Thắng. cả mọi người nhé. Chào chị Thắng nhé. Ok anh chị. Wow. Chị cảm hứng không ạ? À anh chị cảm hứng không ạ? Chính xác ạ. Việc của chúng ta là gì? À ứng dụng. Ứng dụng, học tập và cứ liên tục như vậy, mỗi ngày cứ một chút một chút một chút một chút. Cứ mỗi ngày ứng dụng thì có những thành công nhỏ, tư duy chúng ta lại cứ tăng lên, mỗi ngày chúng ta lại trưởng thành thêm, trưởng thành thêm, trưởng thành thêm. Thì sao ạ? À, một tuần sau anh chị sẽ khác, một tháng sau kết quả sẽ khác, và 6 tháng sau anh chị đã đi rất xa rồi, và một năm sau anh chị nhìn lại thì mình phải nói rằng vỡ òa đúng không ạ? Vỡ òa luôn. Thì còn rất là nhiều những anh chị em trong câu lạc bộ có những cái thành công rất là tuyệt vời, thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để có thể là gặp gỡ những bậc thầy, những anh chị đã ứng dụng thành công để có thể là chia sẻ thêm những cái bí kíp trong những ngày sau anh chị nhé. Rồi thì hôm nay thì chúng ta cũng kết thúc livestream ở đây, và ngày mai thì vào lúc 20 giờ thì Huy sẽ chia sẻ anh chị một cái tư duy cũng rất là quan trọng ha. Bao nhiêu số anh chị là mình muốn là tất cả mọi thứ trong cuộc đời này lúc nào mình cũng thấy những điều tốt đẹp nhất, lúc nào mình cũng hấp dẫn những điều tốt đẹp nhất, những điều tuyệt vời nhất, thì mình có thể comment tôi được không ạ? Yes. Và biết nhưng mà mình muốn, mình đã ráo lên rồi nhưng mà làm thế nào đây? Ứng dụng như thế nào đây? Làm sao mà Huy hay là Diễm hay là những anh chị em trong câu lạc bộ lại có khả năng làm điều đó? Làm thế nào mà chúng ta thấy rằng là gì? Chỉ có những điều tốt đẹp, chỉ có những nguồn lực, những quý nhân phù trợ, những cơ hội tuyệt vời lại đến với những con người ở trong câu lạc bộ này. Thì bí kíp đó Huy sẽ chia sẻ trong livestream tối ngày mai vào lúc 20 giờ. Làm thế nào để cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn, thành công hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, được không ạ? Ok, thì bây giờ chúng ta kết thúc livestream ở đây và chúc tất cả anh chị em có một giấc ngủ ngon, tràn ngập với niềm về sự giàu có, thành công, khỏe mạnh, lành lặn, thông minh, may mắn, tự do và hạnh phúc trọn vẹn. Hôm nay là một ngày bùng nổ về lợi nhuận, hôm nay là một ngày thành công về tài chính, và hôm nay tôi là tỷ phú đô la. Xin với tất cả anh chị em luôn. Và Huy đã có để cái link đăng ký buổi offline câu lạc bộ Chọn Hoa Vàng tháng 11 ở ngay livestream này. Anh chị có thể là đăng ký trên link ha. Rồi, xin với tất cả anh chị em luôn. Hẹn gặp lại anh chị em vào livestream tối ngày mai vào lúc 20 giờ nhé. Bye bye, I love you.